Tuần trước ha, hai cái phần trọng tâm mình học đó là phần gì đây? Đồng phân không gian, à, đồng phân hình học và đồng phân quang học. Nha. Đồng phân hình học thì mình đã rất là rõ là quen rồi nha. Chỉ có đồng phân EZ thì mình đôi lúc mình không nhớ E là gì, Z là gì thôi. Nha. Thì nhớ cô đồng phân hình học của mình sẽ thông thường các bạn sẽ gặp hai trường hợp. À, các bạn sẽ có đồng phân hình học và đồng phân thì đây, đồng phân quang học. Đồng phân hình học ha, thì thông thường mình gặp ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có C thôi C, và trường hợp thứ hai là dưới đây có cái vòng kính đó. Thì mình phải nắm cho cô là như đây, điều kiện cơ bản là gì nha. Điều kiện cơ bản của mình là dưới đây có hai nhóm thế, gì đây có điều kiện cần là C với đôi C nha, nếu có vòng là vòng kính là vòng no nha, và điều kiện của mình là A khác B ha, C khác D, tức là hai nhóm thế khác nhau trên một carbon phải khác nhau. Và cái quan trọng là E, Z, Z hay chăng ha, thì cô nói rồi, bây giờ thông thường người ta xài theo hệ E, Z nha. Khi nào mà các bạn thấy là trên hai cái carbon của mình có ít nhất hai hydro nha, thì mình mới gì đây, mình mới xét theo hệ Z chăng, còn bình thường nó sẽ xét theo E, Z. Thì E thì mình nhớ cô là gì đây, Z, Z tương ứng với cis nha, E tương ứng với gì đây chăng. Cái quan trọng nhất để xác định E, Z mình xác định cho cô đây thứ tự ưu tiên nha, mình phải xác định được cái nhóm thế là năng thế lớn nhóm thế là nhỏ thì mình mới xác định đúng được đó. Và cái quan trọng đấy, xác định đúng được thì mình phải theo cái quy tắc ha, theo cái thứ tự ưu tiên mình xác định theo quy tắc nha. Thì bình thường các bạn nhớ vô là gì đây, những nguyên tử có độ ôm điện lớn ha thì sẽ gì đây ưu tiên hơn đó, mình cứ xét từng lớp một từ C đôi hoặc là từ vòng kính đi ra ha. Nếu trường hợp mà nhóm thế của mình nó cồng kềnh, mình cứ xét từng lớp một C tới C, từ C đến đôi đi ra, C tới C như nào đó. Mình xét xem từng từ cái C này nó ra là theo cái nào ưu tiên thì mình sẽ xét. Một lớp chưa so sánh được, so sánh từ lớp thứ hai, à, hoặc thậm chí so sánh từ lớp thứ ba. Đó, mình cứ đi từ đó mình đi ra. Hoặc mình đây có liên kết đôi, liên kết ba gì đó, mình phải lưu ý cho cô phải biết cách xác định nha. Nha, và muốn làm được các bạn phải nhớ được cô thứ tự trong bảng tuần hoàn. Ví dụ nói tới oxy thì mình phải nắm được số 8, nitơ mình phải nắm được số 7. Mình biết là ở oxy số 8, nitơ số 7 thì oxy sẽ ưu tiên hơn. Đó. Thì các bạn cứ ngồi suy nghĩ ở cái này NH2. À, còn cái gì đây? Cái này là tới 2C lạng hoa, và mình muốn suy nghĩ này cồng kềnh hơn, ưu tiên hơn là sao nha. Và nhớ cô cứ từ C nó ra nitơ ưu tiên hơn carbon. Đó. Rồi y chang vậy ha, đồng phân quang học. Đồng phân quang học thì thông thường ha, mình sẽ xét tới liên quan tới carbon bắt đầu. Đó thì carbon bắt đầu xứng là gì, và nhớ cô là A khác B, khác C, khác D. Và mình có hai trường hợp để mình xác định nha. NRS. Đó thì trường hợp thứ nhất là mình là gì đây? Công thức phối cảnh. Công thức phối cảnh gọi là công thức Dung gian nha, là có nét đứt nét đặc. Để xác định cái nhóm thế nhỏ nhất. À, đậm hay đứt đó, nếu đậm thì đọc ngược lại, đứt đọc bình thường. À, phải các bạn hiểu đậm tức là gì, đi về gần phía mình. Mình muốn gì đây, theo cách quan sát của mình là phải nhìn xa cái nhóm thế nhỏ nhất thì mình bị ra sau các bạn, là mình không thể ra sau các bạn được, mình đọc ngược lại vậy thôi. Còn cái công thức tiếp theo là công thức Fisher, à, trục ngang trục đứng. Nếu nhóm thế nhỏ nhất của mình nằm đến trục ngang thì nếu cũng đọc ngược lại à, chỉ cần xác định vậy thôi là bạn có thể xác định dễ dàng NRS. À, thì tích buổi thứ ba mình sẽ có một nửa buổi học bài gì đây, bài ôn tập mà trong ba cái bài mình đã học, và nửa buổi sau mình sẽ học phần ăn ca ha. Các bạn lưu ý sau mình sẽ có tiết luyện tập. Rồi hôm nay mình sẽ học hiệu ứng nha. Thì mục tiêu học hiệu ứng để làm gì, để bạn hiểu gì đây, tại sao đối với lại ancol lại ethanol tính axit thì lại yếu hơn so với nước. À, rồi tại sao nước là tính axit yếu hơn so với phenol ha, lý do là gì, hoặc có thể gì đây giải thích cơ chế ha, tại sao cái này đầu này không không đầu này mang điện tích âm, đầu kia mang điện tích dương ha. Thì tất cả này là liên quan đến hiệu ứng à, thì hiệu ứng điện tử hay là hiệu ứng nguyên lý trong à, thì mình hiểu như thế nào, thì giữa các nguyên tố liên kết với nhau, tức là các nguyên tử liên kết với nhau ha, sẽ có sự tương tác qua lại với nhau à, mình hiểu là sự tương hỗ giữa các nguyên tử phân tử trong trong phân tử làm thay đổi sự phân cực đó. Thì các bạn hiểu gì đây, giữa các nguyên tử phân tử liên kết với nhau à, thì giữa chúng sẽ xảy ra sự tương tác qua lại à, sẽ làm cho phân tử nó phân cực à, dẫn đến ảnh hưởng đến cơ chế phản ứng à, rồi gì đây dẫn đến gì đây khả năng phản ứng à, tức là khả năng phản ứng mạnh hay yếu hơn. Rồi quan trọng nhất là mình sẽ xác định gì đây tính axit base đó.
Mình hiểu được, mình sẽ xác định cho cô là tại sao tính này 3 giờ mạnh hơn, tính 3 giờ gây yếu hơn. Rồi, hôm nay các bạn sẽ có những cái hiệu ứng edit trong này ha. Thì hôm nay mình sẽ học ba cái hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất là hiệu ứng cảm, cái hiệu là chữ Y ngắn. Hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng liên hợp, cái hiệu là chữ C. Và hiệu ứng thứ ba là hiệu ứng siêu liên hợp, cái hiệu là chữ H nha. Vậy và phần thứ hai là mình cần hiệu ứng không gian ha. Hiệu ứng không gian thì mình sẽ ít thôi, còn chủ yếu mình đây ba cái này. À, vậy mình hiểu như thế nào gọi là hiệu ứng cảm, như nào là hiệu ứng liên hợp, và trong trường hợp nào thì mình hiểu đó là hiệu ứng siêu liên hợp. Thì mỗi cái hiệu ứng đều có một cái nhận diện đặc điểm riêng nha. Vậy cụ thể như nào thì mình sẽ đi chi tiết từng cái hiệu ứng. Đầu tiên cô sẽ đi vào hiệu ứng cảm ha. Thì hiệu ứng cảm đó, ký hiệu là chữ Y ha. Chữ Y bắt nguồn từ chữ tiếng Anh nào thì trong này người ta đã ghi rất là rõ rồi nha, induction vậy ha. Thì tiếp theo nó gì đây, hiệu ứng cảm thì mình hiểu hiệu ứng cảm là gì nha. Thì là sự dịch chuyển điện tử trong các liên kết do các nguyên tử trong phân tử có độ điện khác nhau nha. Đại khái mình hiểu chứ đây, hiệu ứng cảm của mình cứ giữa các liên kết giữa hai nguyên tử khác nhau là có hiệu ứng cảm xuất hiện. Và mình hiểu hiệu ứng cảm là sẽ xuất hiện ở đâu, xuất hiện trong mọi công thức. Đại khái là trong trường hợp nào cũng có hiệu ứng cảm xuất hiện. Còn hiệu ứng liên hợp thì nghe tổ chức đã nói chữ liên hợp rồi, thì chỉ có một số trường hợp đặc biệt mới có hiệu ứng liên hợp thôi, hoặc hiệu ứng siêu hợp cũng vậy. Còn hiệu ứng cảm là xuất hiện trong mọi phân tử nha. Đại khái cứ giữa hai thằng khác nhau là có sự tương tác, có sự tương tác là có hiệu ứng cảm. Đó. Ví dụ các bạn có gì đây, C với cờ lọc nha. Giữa C clone thì độ ôn điện của clone lớn hơn, sau đó cái liên kết này sẽ dịch chuyển về phía clone, làm cho clone của mình mang một phần điện tích âm, thì thằng C này sẽ mang một phần điện tích dương. C1 mang phần điện tích dương thì kéo theo thằng C2, C3 cũng mang một phần điện tích dương. Đó, thì mình hiểu C1 clone tương tác gì đây, sẽ hút điện tử của C1. C1 thì đang thiếu điện tử sẽ hút của C2. C2 thì thiếu điện tử lại hút của C3. Đó. Và cứ như vậy ha, là sẽ gây ra gì đây, hiệu ứng. Đó. Đó, thì người ta nói chiều dịch chuyển đó từ C1 tới C2 tới C3 là do thằng cực lo à, sẽ làm cho phân tử của nó gì đây, phân cực. Rồi về quy ước khi nào là gì đây, hiệu ứng cạn dương, hay gọi là khi nào là hiệu ứng đẩy, này hiệu ứng gì đây, hiệu ứng rút nha. Thì người ta ký hiệu giữa C và H coi như hiệu ứng cạn Y bằng không, tức là giữa C và H sẽ không có sự tương tác ha. Và mình hiểu mình coi như C và H là hai là nguyên tố có độ ôn điện bằng nhau, và đây nó sẽ nghĩa là CH là không phân cực, thì đó Y bằng không. Còn đây ha, khi Y đẩy điện tử cho C nha, thì mình hiểu là gì đây, Y đẩy điện tử mạnh hơn thì rho nha, thì đó Y gây hiệu ứng dương Y, tức là Y là hiệu ứng đẩy cho con này. X hút điện tử mạnh hơn thì rho ha, tức là giữa C và X à, thì X hút điện tử mạnh hơn so với rho, thì mình hiểu là X độ ôn điện lớn hơn thì rho. Và như vậy như đây mũi tên là sai rồi ha, mũi tên là phải đi về phía X. Thì mình hiểu như đây, X cái hiệu ứng gì đây, hiệu ứng trừ Y. Mình hiểu Y trừ Y là hiệu ứng gì đây, hiệu ứng rút. Đó. Cộng Y là hiệu ứng đẩy. Đó. Thì Y dương Y, Y lớn này à, gây hiệu ứng đẩy dương Y, mình hiểu là Y là đẩy điện tử lên xe. Còn X cái hiệu ứng trừ Y mình hiểu như đây, X rút điện tử vào xe. Đó. Giữa C và H thì mình hiểu như đây, mình coi như gì đây, hiệu ứng giữa H và C coi như Y bằng không. Đó, thằng nào mà hút điện tử mạnh hơn dây rô thì hiệu gây ứng cảm trừ Y, thằng nào như đây đẩy điện tử mạnh hơn dây rô gây ứng dương X. Đó, hiệu ứng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ sang hiệu ứng cảm dương Y. Vậy trong trường hợp nào mình sẽ gặp dương Y nha. Và các bạn cố gắng ha, đối với trường hợp phần này á, rất là quan trọng để bạn giải thích gì đây, tính axit 3 giờ, và các bạn học những phần xong nữa. Thì những phần xong là học phải ăn cam ha, hay ăn kem hay là ăn cô gì đó nha. Khi mình hiểu hiệu ứng rồi mình sẽ xác định rất là nhanh nha. Vậy hiệu ứng cảm dương Y ở đâu, nhớ cô hai trường hợp nha, không có được quên, vì quên là mình sẽ xác định sai. Thứ nhất mình sẽ gặp ở nhóm ankin. Vậy mình hiểu nhóm ankin là gì, tức là cái gốc nó, tức là đi từ ankan. Ví dụ các bạn từ C4 các bạn mất đi một hydro tạo thành CH3, thì CH3 này người ta gọi là gốc ankin. Gốc ankin mình hiểu là gọi là gốc nó à, đây là gốc nó nha. Nha, còn gốc không nó trở thành nhóm rút, thành trừ Y sắc khác nữa nha.
Đó, nhớ con gốc ankin là gốc no đi từ ankan mất đi một hero tạo ra gì đây, gốc ankin. Và các nhóm mang điện tích âm, bởi vì các bạn biết rồi, quy ước nếu thấy dấu dương là đang rất là thiếu, rất thiếu nha. Nếu âm thì mình đang hiểu đang dư, đang thừa ấy nick trống. Dư thì làm gì? Làm cho. Đó. Thiếu thì làm gì? Hút. Do đó nếu các bạn thấy điện tích âm thì bạn nhớ cô là như này. Đây chính là hiệu ứng gì đây? Dương is. Ví dụ các bạn gặp vào đâu? Đó, muối của phenol. Thì cái này bạn hiểu đây ô trừ na cộng. Cái đó đến đây thì mình hiểu như đây, thằng này đẩy vào đây nha, cho ha, cho thằng nó trở thành gốc đẩy nha. Đó, tóm lại nhớ cô, đụng đến dương thì sẽ gặp hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gốc ankin nặng nha, và trường hợp thứ hai là gì đây, những nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích âm. Điện tích âm đại diện cho khả năng dư điện tử, dư thì sẽ đi chọn. Còn nếu các bạn thấy dấu dương trên đầu mình hiểu thế này là thiếu, thiếu là đi hút. Thì đó nhớ cô, mình đang học hiệu ứng đẩy là dương y thì mình sẽ gặp ở nhóm mang điện tích âm nha, và gốc ankin no. Rồi về gốc, trong gốc ankin no thì mình hiểu nếu có nhiều C với ít C ha, thì cái nào đẩy mạnh hơn. Thì nhớ cô thì này, gốc ankin càng dài càng phân nhánh hiệu ứng dương y càng mạnh. Càng dài nghĩa sao? 2 C sẽ đẩy mạnh hơn so với 1 C. Và nếu trường hợp các bạn sẽ có gì đây, cũng là 3C. Ví dụ các bạn có gì đây, 3C à, một cái mạch thẳng, một cái mạch nhánh, thì thằng 3C này sẽ đẩy mạnh hơn so với thằng gì đây, 3C mạch thẳng. Đó, mình hiểu như vậy nha. Rồi, còn đối với bằng thằng mang điện tích âm, nếu trường hợp mà tôi có oxy trừ, nitơ trừ thì sao? Vậy ai sẽ đẩy mạnh hơn nha? Thì người ta nói độ âm điện nhỏ dương y càng mạnh. Lý do tại sao vậy ha? Bởi vì độ âm điện nhỏ, vì mình nói đến độ âm điện là khả năng đặc trưng khả năng hút ionic chọc. Cho đó nếu oxy độ âm điện mạnh hơn 6 nitơ, trên đầu mỗi thằng đều mang một phần điện tích âm, mang một điện tích âm, thì oxy độ âm điện lớn hơn, cho đó khả năng giữ riêng cho nó mạnh hơn. Mạnh hơn thì khả năng cho thằng khác thì đây khó hơn ha. Còn thằng nitơ độ âm điện nhỏ hơn, cho đó đặc trưng cho khả năng giữ điện tử riêng cho nó thì đây yếu, đó khả năng cho thì đây cho dễ. Nhớ như vậy nha, nếu trong đề thi của mình giữa có oxy nitơ thì mình phải ngồi suy nghĩ, hai có độ âm điện nhỏ à, thì khả năng cho mạnh hơn. Lý do cho độ âm điện nhỏ đặc trưng khả năng gì đây, khả năng hút electron để giữ riêng cho nó đó. À, giống mình giữ mình nữa là hai thằng đều đang giàu như nhau, một thằng này gì đây hơi keo chút à, chỉ muốn riêng dành riêng cho nó thôi, đó khả năng cho khó. Còn thằng này gì đây à, cũng có cũng một phần tiền dư ha, nhưng mà gì đây khả năng giữ lại hay gì đó còn nó ít hơn, như vậy khả năng cho dễ hơn nha. Và mình nhớ như vậy cho cô. Rồi tiếp sang hiệu ứng cảm âm. Âm nhớ cô là rút nha, âm là nói đến âm là rút. Vậy mình sẽ gặp ở đâu? Gặp ở các nhóm không no. Thay vì vừa nãy là nhóm no thì là gì đây, mình dương y, thì bây giờ nhóm không no sẽ trở thành gì đây, trừ is. Rồi các nhóm mang điện tích dương, vừa nãy mang điện tích âm rồi, âm là cho rồi, bây giờ thì đây dương khả năng thì đây thiếu, dương là thiếu luôn luôn, nhớ cô là dương là thiếu, đó thì khả năng thì đây hút. Và ở các nhóm có chứa các nguyên tố có độ âm điện lớn nha, ví dụ bình thường mình có C, CH3, CH2 trở thành nhóm đẩy, thì nếu cô gắn thêm một cái CH3CH clo thì lúc đó thêm thằng clo, lúc đó thì cả cái nhóm này trở thành nhóm rút nha, bởi vì ảnh hưởng của thằng đây clo nha. Đó thì nhìn vào đấy cho cô nhớ cô này, vậy giữa liên kết 3 và liên kết 2 thì ai hút mạnh hơn nha. Thì từ đầu tiết 1 thì đó cô đã nói rồi, đối với thằng lai hóa SP độ âm điện sẽ lớn hơn cái này lai hóa SP2, và lai hóa SP2 độ âm điện lớn hơn so với SP3. Đại khái tóm lại các bạn gặp lai hóa SP3 đó, chỗ này thì là nhóm dương y, còn hai này chỉ là trở thành nhóm trừ y. Đó cứ gặp liên kết bộ nhớ cô đó là trừ y chưa. Rồi tiếp gặp ở gì đây, dương đó, thằng này dương, thằng này oxy cũng rút, thằng oxy này cũng rút, cho thằng dương này rút mạnh hơn, vì oxy đang rất thiếu, rất trầm trọng á, như vậy khả năng rút mạnh hơn. Do đó giữa thằng không mang điện tích và thằng mang điện tích à, thì thằng mang điện tích sẽ thể hiện gì đây, hiệu ứng mạnh hơn.
Tiếp hiệu ứng trừ y này, nhóm mà tích chương này đó lớn hơn nhóm không năng điện tích, nhớ được không như vậy. Rồi tiếp độ ôm điện ha, thì độ thằng là độ ôm điện lớn hơn thì gì đây, khả năng gì đây, hút điện tử của nó mạnh hơn, như vậy hiệu ứng trừ y sẽ mạnh. Các bạn thấy này, flow mạnh hơn clo mạnh hơn clo mạnh hơn ios. Rồi tiếp flow và oxy, flow độ ôm điện mạnh hơn so với oxy ha, hiệu ứng mạnh hơn, oxy hiệu ứng mạnh hơn so với nitơ à, thì đâu thể hiện cảm ứng gì đây, trừ y mạnh hơn. Rồi nitơ độ ôm điện mạnh hơn so với carbon à, thì nitơ hút mạnh hơn. Đó, giữa oxy và lưu huỳnh cũng vậy, các bạn thấy ha, oxy độ điện lớn hơn thì nó khả năng hút mạnh hơn. Đó, thì cái này không có gì cả. Nói tóm lại ha, dương y gặp ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gốc ankin, nhớ câu gốc ankin là gốc thì đây là gốc no. Gốc ankin là gốc nhau, hiểu gốc ankin này gì nha. Một số bạn ở đây cũng gốc no này, tại sao đây này là gì đây, CH2 gì đây, clo tại sao nhóm rút, bởi vì thêm cái gì đây, cái cạnh clo độ điện lớn ha. Gốc ankin là gốc no, hiểu gốc ankin là gì đây, từ ankan mất đi một hydro cả ra gì đây gốc nha. Rồi gặp ở đâu, gặp ở những thằng mang điện tích âm à, âm nhớ câu là dư, dư là khả năng gì đây, là cho hiểu đây là đẩy đẩy điện tử. Rồi tiếp hiệu ứng trừ y gặp ở đâu, gặp ba trường hợp đó, nhớ như vậy sẽ mong bao giờ mình quên, mình cứ xét, khi mình xét mình sẽ nhớ lại đó, khi chưa quen thì cứ xét, còn khi nào mình quen thì mình nhìn mình cảm giác ngay là liền. Thứ nhất là gì đây, là liên kết bộ. Thứ hai gặp ở đâu, gặp một thằng mang điện tích dương, dương là đang rất thiếu à, thiếu thì khả năng gì đây, khả năng hút, nhớ cô như vậy. Rồi gặp ở đâu, gặp thằng gì đây, nhóm có chứa nguyên tử có độ ôm điện lớn đó, mình cứ nhớ như vậy thì mình cứ xét từng trường hợp mà mình không có sợ đó. Vậy bây giờ ứng dụng quan trọng để mình giải thích thì đây, giải thích tính axit base. Vậy giữa hiệu ứng trạm, hiệu ứng thì đây, hiệu ứng rút ha, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì đầu tiên cô cho các bạn một cái để bạn tự tự suy nghĩ, để các bạn không phải cố gắng bạn nhớ nha. Và các bạn hiểu rồi là các bạn đã trong mọi tình huống các bạn có thể phản xạ bạn đọc. Nha. Mình hiểu cái giải thích tính axit chỗ này như nào. Khi tên sát nữa sang học vấn hiệu ứng liên hợp á, thì mình sẽ biết gì đây. P sigma P ha, trên những nguyên tố như oxy, nitơ ha, xung quanh nó chỉ có liên kết đơn thì trên đầu của nó sẽ còn một cặp electron tự do trên orbital P. Nếu cái cặp orbital P này, electron trên orbital P này nha, nó cách liên kết P một liên kết sigma thì nó sẽ gây hiệu ứng liên hợp P sigma P, và cái cặp electron mà sẽ đẩy nha, tức là oxy group thì cái cặp electron mà sẽ đẩy vào đây. Đó, oxy group điện tử thì N này sẽ đẩy vào đây. Thì mình hiểu nếu thằng C này oxy group thì thằng C của mình sẽ mang điện tích, thì đây mang điện tích dương. Đây là C1, đây là C2. À, sigma 2 đi. Thì mình hiểu gì đây? Nếu một lý do nào đó nha, mà gì đây? Cái C này làm gì đây, làm gì đây, làm cho thằng dương C dương này càng tăng lên. Ví dụ các bạn có xe CH2 cơ lão và nó mới gây hiệu ứng gì đây, chủ yếu nhóm rút. À, thằng này rút nữa là dòng C này càng thiếu. Càng thiếu thì thằng này phải đẩy càng mạnh, cái liên kết O và H càng dễ đứt. Như vậy tính axit sẽ tăng. Còn đối với này ha, ta đang thiếu, ta đang hút điện tử của thằng oxy. Nhưng mà thằng CH3 cho bớt thiếu hơn. Như vậy thằng này phải đẩy dây, đẩy yếu hơn, cho đó cái liên kết này dưới đây khó đứt hơn. Như vậy mình hiểu là gì đây, khi xét tính axit à, nhóm gì đây, nhóm đẩy sẽ làm giảm tính axit, nhóm hút sẽ làm gì đây, tăng tính axit à, nhìn thấy rất rõ nha. Nhóm đẩy sẽ làm giảm tính axit thì do thằng C là đang dương, thằng này cho một phần nha, oxy này đẩy ít hơn là cho liên kết này khó nứt hơn. Còn thằng này ở đây đang thiếu, thằng này rút thêm phần nữa làm cho cái thằng oxy về đẩy rất là mạnh và cho liên kết OH này rất là dễ nứt. Như vậy tính là sista. Vậy xét tính 3 giờ thì sao? Đó, thì giờ cô sẽ cho bạn ví dụ. Bình thường mình xét tính 3 giờ là mình đang xét gì đây?
cặp điện tử trên nitơ. Ví dụ đây nha. Vậy xếp ba nhóm đẩy, H là không đẩy không hút. Vậy nếu trường hợp thì đây, mình có gì đây? Anilin đây. Thôi mẹ tự mình có gì đây? CH2 clo NH2. Vậy chuyện gì xảy ra ở đây nha? Ba thằng này ha, đều giống nhau, nó có nitơ trên đầu, nitơ còn cặp N trong điện giò. Nếu một yếu tố đó nào đó làm tăng mật độ điện tích trên nitơ, tức là tăng mật độ của cái cặp N trong trên nitơ, sẽ làm gì đây? Tăng tính bao giờ? Nha, còn một lý do nào đó làm cho cái cặp cái gì đây, cái nitơ này phải cho bớt một phần ha, thì mình hiểu tính bao giờ sẽ giảm. Rồi, ví dụ các bạn thấy này. Giữa H, xếp 3, xếp 2 clo. Thì xếp 3 thì thành nhóm gì đây? Nhóm đẩy. À, H mình coi như y bằng 0 đi. Rồi CH2 clo, nếu là xếp 3 thì thành nhóm đẩy, còn bây giờ đó trở thành nhóm rút nha. Vậy bây giờ nha, tôi nếu làm gì đây, cái cặp điện tử này mật độ điện tích gì đây, âm càng lớn thì tính bao giờ càng mạnh. Vậy bây giờ nếu nhóm đẩy ha, thì sẽ làm tăng mật độ điện tích trên nitơ, như vậy tính bao giờ sẽ tăng. Còn đối với thằng này các bạn thấy nhóm rút nha, nếu trường hợp mà đây là nhóm này nhóm rút thì thằng nitơ phải cho mất một phần à, thì cái là mật độ điện tích âm trên nitơ sẽ giảm, giảm thì đó là sẽ là giảm tính bao giờ. Nói tóm lại, mình hiểu tính axit mình sẽ suy ngược ra tính bao giờ. Nếu nhóm thì đây nhóm đẩy à, sẽ làm tăng tính ba à, nếu nhóm rút sẽ làm giảm tính ba. Do đó nhớ cô chỉ cần nhớ tính axit mình sẽ suy ngược ra bao giờ à, không cần bắt buộc nhớ cả hai. Rồi mình áp dụng, mình thử làm cái bài tập này cho cô coi. Rồi các bạn ghi chú lại trong cái đứa nhát của mình đi. Rồi ghi chú lại, cô xóa. Cô ơi, cho em hỏi. Em hỏi đi. Dạ, là cái nhóm đẩy với nhóm rút là mình xét thử là nó là cộng y hay chữ y hả cô? Đúng rồi, nhóm đẩy là dương y. Dạ, 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 cảm ơn cô. Đó thì cái dương y là đại diện cho đẩy, trừ y đại diện cho rút. À, thì cô nói chung là đẩy là mình hiểu ra hiệu ứng dương y, rồi lát nữa mình sang đến hiệu ứng liên hợp mình cũng có dương y và trừ y nữa, thì cũng dương y là đẩy, trừ y là rút ha. À, cô đã giải thích cho các bạn rồi, các bạn hiểu rồi, các bạn không cần phải bắt buộc các bạn phải nhớ nữa, các bạn phản xạ luôn. Rồi giờ mình làm cái câu đầu tiên đi ha. Mình có một cái là CH3 CH2 COOH. Rồi cái thứ hai của mình là HCOH. Cái thứ ba là 3C ha, là CH đó, CH3 COOH. Cái thứ ba là gì đây? CH3COH. À thì mình thấy là hôm nay là tất cả đều giống nhau này, đều có nhóm COO, COH nha. Đều có ba những cái nhóm này giống nhau hết. Và nhiệm vụ các bạn cần xác định cho cô những cái nhóm bên cạnh nó ảnh hưởng đến cái nhóm axit của mình như thế nào. Đó. Thì xác định cho cô C này là C2H5 gốc no. Gốc no thì dương y. Rồi H của mình là y bằng 0. Rồi CH3, CH, CH3 này y bằng mấy? À, dương y. Thằng này đây, CH3 ha, dương y. Đây là gốc ankin ha. Vậy trong trường hợp này mình chỉ có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là y bằng 0, tình huống thứ hai là gì đây, dương y. Vậy thì mình chỉ cần trả lời cho cô tính axit, nhóm đẩy sẽ làm giảm tính axit. Vậy bây giờ xác định cho cô trong ba cái nhóm đẩy đó, ai đẩy mạnh nhất thì tính axit sẽ yếu nhất. Được chưa? Vậy nhìn lên cho cô này, 2C, 3C, 1C. Vậy 3C đẩy mạnh hơn 2C, 2C đẩy mạnh hơn 1C. Do đó nếu xét tính axit yếu nhất thì mình sẽ chọn thằng số 3, thằng này. Nếu xét tính axit mạnh nhất mình chọn thằng HCOOH nha. Vậy nếu người ta yêu cầu so sánh hoặc là như là sắp xếp theo tính tăng dần hoặc giảm dần. Giả sử cô so sánh tính axit giảm dần đi thì thằng số 2 của mình là HCOOH sẽ tính axit mạnh hơn.
mạnh hơn trong ba thằng này, ba thằng này là thằng nào là mạnh hơn nữa. Thì vừa nãy cô nói rồi, giữa 2C, 1C và 3C thì 1C đẩy yếu nhất, tính ba tính axit mạnh nhất trong ba thằng. Vậy lúc đó mình sẽ tới thằng CH3 COOH. Tới thằng 2C CH3 CH2 COOH. Và cuối cùng sẽ tới thằng 3C. Rồi, có ai có ý kiến gì không? Ai không rõ không hiểu không? Đó, thằng này là y bằng 0. Tất cả những thằng còn lại gì đây? Đó. Nhưng tất cả những còn lại là dương y, sau đó tính bao giờ còn nó yếu, tính axit yếu hơn. Đó. Đó, cái này là đúng rồi nha. Rồi, bắt đầu câu số 2. Nè, so sánh tính axit thì mình sẽ dựa vào cái liên kết OH. Đều giống nhau là có OH hết. Nha, và nhiệm vụ mình xác định cho cô xem. Những cái nhóm bên cạnh OH là nhóm đẩy hay nhóm rút ha. Đầu tiên nhìn ít còn là các bạn thấy này. Nếu không có nhóm CN nào, không có boron, không có clor trở thành gốc no, trở thành nhóm đẩy. Nhưng bây giờ sẽ thêm cái nhóm liên kết bội nữa. Nha, liên kết bội thì như đây. Là các bạn hiểu là như đây, cái hiệu ứng như đây trừ y. Thì cả cái nhóm này trở thành gốc trừ y. Đó. Nguyên khúc này trở thành trừ y, nguyên khúc này trở thành như đây trừ y hết. Vì boron độ ổn định lớn hơn. Ha. Nhóm nguyên tử có chứa nguyên tố có độ ổn định mạnh. Đó. Thì bạn hiểu đây cũng là trừ y hết. Vậy trong ba thằng ai đẩy ai rút mạnh nhất? Nha, thì bạn nhớ cô là liên kết 3. Nitơ rút là còn liên kết 3 nữa, giờ đó CN rút mạnh nhất. Đó. Thì thằng đến thằng nào đây, giữa clo và brom thì clo độ ổn định lớn hơn, cái đó hút mạnh hơn brom. Và vậy trong trường hợp này mình thấy đây thằng này rút mạnh nhất, cho đó thằng số 1 tính axit mạnh hơn thằng số 3. Thằng số 3 mạnh hơn gì đây? Thằng số số mấy? Số 2. Đây là chiều sắp xếp đúng. Đó đi thi người ta hỏi tính axit mạnh nhất chọn thằng số 1, chọn axit yếu nhất chọn thằng số 2. Sắp xếp theo tính giảm dần chọn thằng số này. Đó. Hoặc người ta hỏi tăng dần hay giảm dần, đọc đề cho mình kỹ để bạn chọn cái chiều đúng. Nè, và coi như tính axit mình cũng hiểu phần ha. Mình cứ làm thì mình sẽ hiểu. Không có gì khó cả. Quan trọng mình sẽ tập mình làm mình tận xạ. Rồi so sánh tính 3 giờ cũng y chang vậy ha. Thì cô nói rồi, trong trường hợp này tất cả có chứa nitơ, xung quanh chỉ có liên kết đơn, thì tính 3 giờ đặc trưng cho cái cặp điện tử trên nitơ. Một lý do là đó làm tăng tính nhóm đẩy, sẽ làm tăng mật độ này lên, sẽ làm tăng tính 3 giờ. Vậy bắt đầu xác định cho cô NH3, mình hiểu H, NH2. Thế đó trong hợp này y bằng mấy? Y bằng 0. Đó. Thằng này là gì đây? Xung quanh nó có tới 2C, mình hiểu như đây, đây là CH3 C nitơ NH và CH3. À, thì thằng này có gì đây? Hai nhóm CH3 đẩy. Nha, thằng này là gì đây? C2H5 ha, cũng dương y. Thằng này cũng gì đây? Dương y. Đại khái các bạn đây cũng có dương y. Thằng này y bằng 0. Vậy trong bốn thằng, thằng này tính 3 giờ gì đây? Yếu nhất. Đó. Vậy trong ba thằng này xác định cho cô ai đẩy mạnh nhất thì tính 3 giờ mạnh hơn nhất. Nha, vậy xác định cho cô này, thằng này 1C, thằng này 2C, thằng này cũng 2C. Nhưng mà 2C chia đều hai chỗ thì chắc chắn sẽ đẩy mạnh hơn so với 2C đứng một chỗ, giống như cái kho vậy đó nha. Và như vậy mình hiểu thằng này là đẩy mạnh nhất, tính 3 giờ mạnh nhất nha. Cho nên nếu sắp xếp theo chiều giảm dần thì thằng số 2 sẽ lớn nhất, tới thằng số mấy? Dưới thằng số 3. Số 3 sẽ lớn hơn thằng số 4. Số 4 sẽ lớn hơn thằng số mấy? Số 1. Đó. Đó, khi bạn cứ xác định cho cô những cái nhóm bên cạnh mà cái thằng mình đang xét là nhóm đẩy thì nhóm rút. Đó, nếu đẩy xét tính 3 giờ sẽ làm tăng tính 3 giờ, nhóm rút sẽ làm giảm tính 3 giờ. Trong trường hợp có nhiều, trong trường hợp các nhóm của mình đều là đẩy thì mình sẽ xác định cho cô ai đẩy mạnh nhất, tính 3 giờ mạnh nhất. Đó, thì mình cứ sắp xếp từng cái mình làm, mình sẽ không có sợ bị sai. Đây, cho bạn thấy này, con số thực tế nhất này. Này, giữa cái mà dựa vào kết quả người ta đo được dựa vào pKa với một cái tôi so sánh bằng hiệu ứng,
thì xem nó có đúng hay không nha. Hỏi cần quan tâm những kết quả này, bắt đầu cô so sánh, bắt đầu cô sẽ dựa ở đây để cô kết luận lại nha. Đều giống nhau là gì đây, còn nhóm mà sẽ khác nhau là chỗ này là gì đây, thằng này có 3C, mình hiểu 3C này gốc nó dương y nha. Thằng này cũng 3C mà gắn thêm cái gì đây, nguyên tố có độ âm điện lớn như đó thì đây trừ y. Thằng này cũng 3C gắn thêm clo trừ y. Vậy trong ba thằng trừ y này ai hút mạnh nhất nha? Thì trong cái hiệu ứng đặc điểm của hiệu ứng cảm, người ta nói là hiệu ứng cảm sẽ giảm dần theo mạch carbon. Thì mình hiểu đại khái là gì đây, hiệu ứng cảm của mình càng gần với hiệu ứng càng mạnh nha. Vậy mình đang so sánh sự ảnh hưởng của hiệu ứng cảm với nhóm axit nè, bởi vì cái nhóm axit thì mình đang so sánh tính axit là liên quan tới liên kết OH, liên quan tới nhóm COH đó. Thì hiệu ứng cảm vừa nãy cô đã nói rồi, nếu dương y ha, trong ba thằng trừ y và một thằng dương y thì dương y sẽ làm gì đây, giảm tính axit nha. Vậy thằng này là tính axit sẽ yếu nhất. Vậy giữa ba thằng này đều đang trừ y xa, chỉ khác nhau cái chữ clo thôi, và clo của mình thì khác nhau vị trí thôi nha. Vậy clo của mình hiệu ứng cảm nha, gần cái nhóm axit này nhất nha, thì hiệu ứng cảm mạnh nhất, thì đó group điện tử mạnh nhất trong ba thằng này. Thì đó thằng số 2 tính axit sẽ mạnh nhất nha. Vậy tới tiếp theo, thằng này cách 1C, thằng này cách tới 2C, vậy thì cách 1C sẽ hút mạnh hơn so với cách 2C. Và lớn thằng số mấy, thằng số 3. Số 3 lớn thằng số mấy, số 4, 4 lớn thằng số 1 nha. Rồi bây giờ mình dựa vào kết quả người ta đo được thực tế nha, nó có giống với cái đáp án của cô hay không. Đây là cô giải thích theo hiệu ứng. Thì trong này người ta thấy nè nha, nhớ cô pKa và Ka khác nhau nha. pKa thì bằng trừ log của Ka. Đó, nếu pKa càng lớn thì tính axit gì đây càng yếu. Còn Ka càng lớn ha, tính axit gì đây, tính axit càng mạnh. Nha. Vậy nhìn vào đây cho cô nè. Thằng này pKa lớn nhất, tính axit yếu nhất, xong rồi tới thằng này. Nha. Rồi tiếp theo thì đây, tới thằng này tính axit yếu và thằng này axit mạnh nhất. Cũng giống như Tango 2, tính axit mạnh nhất. Tới thằng số mấy? Tới thằng số mấy? Số 3. 3 lớn hơn thằng số mấy? Thằng số 4. 4 lớn thằng số mấy? Thằng số 1. Đó, giữa kết quả thực tế thực nghiệm các bạn đo được và kết quả tôi giải thích à, bằng hiệu ứng thì hai kết quả hoàn toàn đối nhau nha. Bây giờ mình tự tin mình làm so sánh tính axit bao giờ nha. Đó, giữa hiệu ứng cảm mà nhớ cô là dạng dần theo mặt cả con, mình hiểu như đây cái nhóm mà cái hiệu ứng cảm của mình càng gần cái nhóm mình đang xét ha, thì như vậy đây hiệu cái hiệu ứng cảm mạnh. Rồi sang hiệu ứng liên hợp nè, liên hợp của mình sẽ một số trường hợp thôi. Liên hợp là gì? Thứ nhất người ta xét thế hệ pp, pp có nghĩa là p sigma p, tức là hai liên kết p cách nhau bởi một liên kết sigma ha, p sigma p, P sigma base, 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 P sigma base. Đó, thì đây là hệ thống liên hợp P P. Còn một hệ thống liên hợp thứ hai đó là hệ liên hợp P P. P P nghĩa là trên orbital P của nguyên tố, ví dụ oxy nitơ nha, trên orbital P của nó còn cặp electron tự do. Đó, thì nó cách pi, liên kết pi một liên kết sigma thì cũng có hiệu ứng liên hợp. Đó, mình hiểu phân tử có các nguyên tử hay nhóm nguyên tử có cặp điện tử không liên kết sẽ liên kết trực tiếp với hệ liên hợp. Đó, thì mình hiểu đó là cái ô trên orbital p của mình à, còn cặp electron tự do chưa tham gia liên kết nha, cách liên kết pi một liên kết sigma thì mình có hệ liên hợp P, P. Đó. P, sigma P. P, sigma P. Xung quanh oxy, xung quanh nitơ chỉ có liên kết đơn thì trên đầu của nó còn cặp electron tự do trên orbital P. Nhớ nha. Xung quanh nitơ, xung quanh oxy chỉ có liên kết đơn thì trên đầu của nó
Tức là trong cái nguyên tử của nó trên orbital p của phần còn cặp electron tự do. À, thì các bạn nhìn xem có hiệu ứng nào không? P sigma p, P sigma p là những cái oxy nitơ của mình chỉ có những cái đơn mà gắn trực tiếp vào vòng thơ thì nó sẽ gây ứng liên hợp đẩy điện tử vào vòng thơ. Đó. Và các bạn có nét nữa mình sẽ học đây là dương C chẳng hạn. Đẩy là dương C, xíu nữa mình sẽ xem tới. Và mình hiểu là đây cái cặp điện tử này đang giàu điện tử, khả năng ở đây khả năng cho. Đó. Nó sẽ đẩy vào đây, ô, cái thằng này hút hút vào đây. À, thằng này mang lại tích âm. Đó. Y chang vậy, khi mình hiểu như đây thằng này hút đây oxy này sẽ đẩy vào đây. Rồi, khi mình học xong lần này mình có thể giải thích cho cô tính axit của thằng phenol tại sao lại mạnh hơn so với thằng alcohol. Đây, ví dụ đều đang xét tính gì đây liên kết OH. Đó. Đều liên kết gì đây OH tính axit. À, một lý do đó làm cho cái liên kết OH này dễ đứt thì sẽ làm tăng tính axit. Vậy ví dụ đây là với xét ba hệ ứng oxy đang thiếu ha, thằng xét ba cho bớt thiếu hơn thì đó bớt rút của thằng H hơn, đó liên kết này khó đứt hơn. Còn đối với thằng oxy này các bạn thấy này nha, cái cặp điện tử này đẩy vào đây. À, đẩy vào đây mình hiểu oxy thiếu điện tử thì nó đây cái liên kết giữa O và H thì đây dễ đứt. Nên đó các bạn thấy là phenol tính axit mạnh hơn so với thằng nào đây, mạnh hơn so với thằng gì đây, ancol bình thường hoặc anilin của mình ha. Tại sao tính a ba giờ của nó yếu hơn so với thì đây một cái amin béo đó, thì mỗi thằng nitơ xung quanh chỉ có những đơn thì trên orbital p nó còn gì đây còn cặp electron. Đối với thằng anilin của mình ha thì cặp điện tử này phải đẩy bớt bớt một phần cho gì đây vòng thơ, đẩy bớt một vòng thơ thì bạn biết rồi tính ba giờ đặc trưng cho gì đây mật độ điện tích âm điện tích electron trên nitơ. Thằng này mất một phần điện tích tính nha, tính bao giờ thì đây giảm. Thằng này ha xét ba nhóm đẩy ta đang có nguyên một cặp dưới này ha, giữ nguyên rồi còn thêm thằng khác cho nữa là nay tăng lên thì tính 3 giờ đây 3 giờ đây. Đó. Tại vì bây giờ khi mình học đến đây rồi mình sẽ giải thích cho cô tại sao a nên tính 3 giờ yếu hơn so với a amoniac, amoniac lại sao tính 3 giờ này yếu hơn so với 3 giờ, so với amin béo bình thường. Rồi giải thích tại sao đó, ngày xưa mình học phổ thông mình không hiểu, bây giờ mình phải hiểu đó là tại sao gì đây phenol đó, tính axit thì đây mạnh hơn so với nước, nước lại mạnh hơn so với thằng ethanol methanol đó. Rồi còn một cái hiệu ứng liên hợp trường hợp thứ ba mình sẽ gặp nữa đó là gì đây pi sigma p chống. Vậy p chống khác p chỗ nào, ví dụ mình có trường hợp này thì người ta gọi là phê chống, tức là ví dụ thằng nitơ của mình là NH3 cộng đó. Thì thằng nitơ của mình các bạn hiểu như này, thay vì bình thường của nó thì trên nitơ của nó như này sẽ có một cặp electron tự do, còn bây giờ nó dư hóa trị thì cái này mình hiểu như này dạng với amoni của mình á, là gốc dương đó, thì trên cái orbital p của mình ha, thay vì còn dư một cặp điện tử thì bây giờ nó còn thiếu một cặp điện tử, cho đó sẽ mang điện tích dương. Vậy mình sẽ có pi sigma p chấm, còn pi sigma p à, pi sigma p mình hiểu trên orbital này còn cặp electron tự do, còn mình hiểu p chấm là gì đây thiếu electron, và mình hiểu trên đầu của nó sẽ là mang điện tích dương nha, khác nhau hoàn toàn đó. Do đó cứ nhớ nếu trường hợp trong trường hợp hôm nay đó O H2 cộng đi. Đó, thì mình hiểu như đây, đây là orbital p chấm. Thì đó pi sigma p chấm. Thì lúc đó thì đây, cái oxy này rút điện tử thì cái liên kết trong vòng thơm phải đẩy ra. Còn bình thường đối với OH phenol thì cái cặp điện tử của oxy sẽ đẩy vào vòng thơm. Còn bây giờ ngược lại vòng thơm phải đẩy ra ngoài nha. Do đó mình sẽ thông thường mình sẽ gặp ba trường hợp. Nhưng mà trong chương trình của mình ha ít khi gặp trường hợp p chống thì đó cô không nói tới, nhưng mà bạn vẫn phải hiểu. Mai sau mình đi thi ôn thi đại học, ôn thi cao học bên đại học y dược ha, thì mình hiểu á thầy cô giảng mình sẽ trong hệ thống kỹ thuật của mình sẽ có ba trường hợp p sigma p sigma p chống. P chống mình hiểu là từ đây trên cái orbital của nó mang điện tích dương đó. Đó, liên hợp chỉ gặp ba trường hợp này thôi, các bạn cứ xét xem nó có đúng đủ ba trường hợp này hay không, mình xét không có thôi nó hiểu cả.
Rồi, hiệu ứng liên hợp thì có đặc điểm gì? Cái này là do sự phân cực của liên kết pi được lan truyền trong hệ thống liên hợp nha, và ký hiệu là chữ C, biểu diễn bằng mũi tên cộng. Đó, thì vừa nãy thì bình thường các bạn học quy ước rồi, nếu mà trong cái này trong cái liên kết đơn thì ký hiệu bằng mũi tên nha, thẳng mũi tên. Còn lấy trường hợp trong liên kết đơn này các bạn hiểu bằng hiệu mũi tên cộng nha. Thì nhớ cô ha, thì trong trường hợp này ha, vai trò của mỗi C là như nhau, đó mật độ điện tử phân bố đều trên các trên carbon này nhỉ, hệ thống liên hợp nó sẽ trải dàn đều trên đèn các C. Ý chen các bạn thấy là P sigma P. Thì như vậy nguyên cả cái hệ thống 5 C 1 oxy nha, vai trò là giống nhau. Và trong trường hợp này mình biết gì đây, oxy đối ứng điện lớn thì đó cái mũi tên này bắt đầu đi từ oxy và tất cả dịch chuyển theo chiều này. Còn đối với trường hợp này ha, chiều nào cũng được, mình viết theo chiều nào cũng được. Rồi cũng y chang các bạn thấy này, P sigma P xung quanh oxy chỉ có liên kết đơn thì trên đầu của nó sẽ còn cặp electron tự do trên orbital P. Đó. P sigma P nha, và gây hiệu liên hợp. Ở liên hợp thì thằng thì từ cặp điện tử trên oxy này sẽ đẩy nha, và cái liên kết đơn này sẽ dịch chuyển về phía carbon. Mình trong hệ thống liên hợp mình phải biết mũi tên đi về đâu. Riêng trường hợp này mũi tên đi về hướng nào cũng giống nhau hết, vì bản chất các C này không có sự khác biệt. Bây giờ mình mới xét tới trường hợp khi nào mình sẽ có trừ C và khi nào mình có dương C. Thì trong trường hợp hôm nay mình xét ha, tất cả các gì đây, các nhóm này đều gắn trên gì đây, đều gắn trên vòng thơm đi cho bạn dễ hình dung nha. Đa số các nhóm nguyên tử mang trừ C là những nhóm không no như NO2, tức là các bạn hiểu là gắn trên vòng thơm. Để các bạn sẽ dễ xác định này. Ví dụ ha, tại sao nó lại hiệu ứng trừ C? Người ta nói là các nguyên tử hay nhóm nguyên tử có gì đây? Có khả năng hút điện tử liên hợp về phía nó. Ví dụ các bạn có N, được chưa? Thì P sigma P oxy rút điện tử, các bạn biết oxy rút đơn vị lớn sang đi tới hiệu cặp điện tử này trên này về phía oxy, thì cái liên kết đôi trong vòng thơm bị đẩy ra ngoài ha. Mình sẽ có hiệu ứng chỉ đây trừ C. Đại khái mình hiểu là P sigma P. Rồi tiếp theo SO3. Đó, P sigma P oxy rút điện tử liên kết trong vòng đôi trong vòng thơm của mình đẩy ra ngoài. Và các bạn cũng hiểu gì đây, P sigma P P. Rồi tiếp theo mình sẽ viết CN cũng vậy, mình viết tất cả những trường hợp còn lại gắn trực tiếp vào nhân thơ. Đó, mình cũng có gì đây, P sigma P nitơ độ điện lớn hơn, hay đó cái liên kết đôi trong vòng thơ mình phải đẩy ra ngoài mình cũng có hệ P P. Đó, đây cũng là trừ C. Rồi y chang vậy ha, cô viết hết các trường hợp cho bạn để bạn lần sau các bạn hình dung để bạn không có bị sai. Đó, oxy rút điện tử liên kết trong vòng thơ mình đẩy ra ngoài. Đây cũng là hệ gì đây, P. Đó. Và đây cũng là trừ C. Tiếp CONR cũng y chang vậy, không có gì hết. P sigma P oxy rút điện tử nha. Đây cũng là PP đó. Rồi y chang vậy, nhóm axit của mình cũng vậy luôn. Đó, lần sau gặp những trường hợp này mình không có bị trả lời sai, phản xạ ngay và liền P sigma P. Đây cũng là hệ P nha. Đó, thì để tóm lại là trừ y mình sẽ gặp hệ P gắn với vòng thơ nha. Trong đó thì sao? C nối O sẽ rút mạnh hơn so với C nối đôi nitơ. Tại sao vậy? Bởi vì oxy độ ổn định lớn hơn. Thế đó khả năng gì đây? Hút điện tử mạnh hơn. Thế đó thằng này thể hiện trừ C sẽ trội hơn.
Đó, C nối C ha, thì như vậy nitơ đổi điện lớn hơn ha, sẽ hút mạnh hơn so với CO2 C. Đó. Cái này là gì đây? Con số 2 nha. NO2 ha, thì NO2 vừa nãy nhìn ở đây con NO2 này, cái nhóm nitrin này. À, thì bạn thấy hai oxy rút điện tử làm cho cái nitơ này thiếu rất điện tử rất là nhiều, như vậy khả năng người đây hút điện tử của vòng thơm rất là mạnh. Rồi NO2 ha là nhóm hút mạnh. Các bạn nhìn sơ trong mạnh nhất trong cái đàn của mình đó. Đó, C nối 3 nitơ ha. Do nối 3 sẽ hút mạnh hơn nối đôi nha, mà chữ bạn này là nối đôi này, oxy. À, thằng axit của mình tại sao hút yếu hơn so với thằng nhóm anhydride? Nhìn vào đây cho cô này. Do cái nhóm axit của mình còn cặp ấy trong tự do trên oxy này. Đó, pi sigma p thì đó cái cặp điện tử này phải đẩy vào đây. Nè, là cho cái C này bớt thiếu, bớt hút của thằng gì đây, còn benzen lại. Còn thằng này bạn thấy này, oxy rút điện tử ha, nên kết đôi cho vòng thơm thì đẩy ra ngoài. Còn thằng này là thằng oxy cho một phần, thằng C này bớt thiếu hơn. À, hiểu như vậy. Rồi cái nhóm này ha cũng gây gắn vào vòng thơm của mình, cũng gây pi sigma pi ha, có clo thêm clo rút nữa ha, rút mạnh hơn so với thằng anhydride. Rồi y cần được không ha, là trừ y ha, thằng này rút điện tử làm cho gì đây, cái liên kết C này thiếu nhiều ha, hút mạnh hơn y chang vậy, thằng sắt ba đẩy nha, như vậy thì hiệu ứng trừ C của nó yếu hơn so với thằng anhydride ha. ONR thì nhớ cô thằng này gì đây, đẩy vào đây nữa. Đó. Oxy đẩy yếu hơn, nitơ đẩy mạnh hơn ha, thì đó hiệu ứng yếu hơn. Đó. Thằng này nghe mang cái mũi điện tích âm ha, đẩy mạnh hơn. Đó. Như vậy hiệu ứng của nó sẽ yếu hơn. Nha, phần lưu cho cô gì đây, một nguyên tử hay một nhóm nguyên tử có thể có đồng thời vừa hiệu ứng cảm và hiệu ứng nhân thở. Đó. Do đó đầu tiên mình cứ xét hiệu ứng cảm có hay không, có hay không, nếu có thì mình ghi trừ y hay dương dương y, rồi bắt đầu xét hiệu hiệu ứng liên hợp nha, nó có thỏa mãn một trong ba trường hợp hay không. Đó. Thông thường mình sẽ xét hai trường hợp. Đó. Chút xíu xem phần ví dụ cô sẽ nói đó, do đó đi thi nha, quay những gần lại người ta thì cho mấy cái nhóm này thôi, khi đọc thấy phản xạ pi sigma pi trừ c, pi sigma pi trừ c, pi sigma pi trừ c, không cần phải suy nghĩ nữa, cái đó trừ c gặp hệ pi pi nha. Rồi tiếp sang hiệu ứng liên hợp dương c nha, dương c là nhóm đẩy nha. Thì mình hiểu các nguyên tử hay nhóm nguyên tử có khả năng đẩy điện tử vào hệ liên hợp, thì ví dụ như vừa nãy cô nói rồi, à đây cái vòng benzen của mình là hệ liên hợp nha, oxy của mình hút. À, thì cái oxy này của mình này, trên đầu của nó còn O vitamin P này, nên nó sẽ đẩy vào vòng thơm của mình, đẩy vào hệ thống liên hợp của mình. Đó hệ ứng như đây, dương C. Cái đó dương C của mình sẽ thông thường mình sẽ gặp ở hệ này đây, hệ PSP. Nha. Đặc điểm của dương C. Các nguyên tử hay nhóm nguyên tử có cặp điện tử chưa sử dụng, hoặc những nguyên tố hoặc nguyên tử những ion mang điện tích âm á, thì đều gây ứng dương C. Đó. Miễn sao mình đang xét tới vòng benzen là vòng liên hợp nha. Nếu mà một lý do nào đó mà cái gì đây nó hút điện tử của vòng liên hợp của mình nha, tức là mình hiểu từ vòng liên hợp phải đi ra, thì cái hiệu ứng trừ C nha. Còn nếu trường hợp vào gì đây nó sẽ đẩy điện tử vào vòng liên hợp, đẩy vào cái hệ liên hợp của mình, thì cái hiệu ứng dương C. Đó, thông thường mình sẽ gặp hệ P. Đó. Đó, thì trong trường hợp mang điện tích âm là như nào ha, thì vừa nãy cô nói rồi, thằng oxy này mang điện tích âm ha, gắn trực tiếp vào vòng thơm, thì y chang vậy, thằng này đang rất là giàu điện tử ha, đẩy vào đây, như vậy là sẽ đẩy vào vòng liên hợp của mình, như vậy cũng có hiệu như đây dương C. Và người ta nói trong một chu kỳ trong bảng tuần hoàn, dương C sẽ dạng từ trái sang phải, có nghĩa là sao? Nitơ là mình cứ xét tới độ âm điện ha, đây là số 7, số 8, số 9 từ trái qua phải nhưng mà tuần hoàn, thì thằng nitơ của mình độ âm điện nhỏ nhất, từ đó cái cặp điện tử này đẩy mạnh nhất ha, oxy độ âm điện lớn hơn nitơ, cho đó cái cặp điện tử này khả năng cho kém hơn so với nitơ. Còn trên đầu thì đây, trên nhóm halogen của mình ha, nó cũng là nguyên tố nhóm P, trên đầu của nó cũng còn một cặp electron tự do, như vậy thì đây khả năng ở đây khả năng đẩy yếu hơn do độ âm điện của phần là mạnh.
trong một nhóm trong bảng tuần hoàn, trong một phân nhóm trong bảng tuần hoàn giảm từ trên xuống. Đó, trong một chu kỳ mình xác định trong một chu kỳ cô thì mình trong phân nhóm mình sẽ gì đây, xếp ngược lại dương C sẽ giảm từ trên xuống. Đó, thì các bạn thấy này, clo với clo ha đều ô vitamin P. Đó. Thì trong trường hợp này theo đúng quy luật của nó thì clo thể hiện dương C ở đây, dương C mạnh hơn. Đó, thì trong một phân nhóm thì giảm từ trên xuống. Đó, oxy sẽ mạnh hơn so với lưu vật. Đó, thì đó lần sau đi gặp cái đó. Đây là hệ liên hợp. Nên điện tử trên oxy đẩy vào hệ thống liên hợp gây ứng dương C. Nitơ này đẩy vào hệ thống liên hợp của mình gây ứng dương C. Clo của mình đẩy vào hệ liên hợp gây ứng dương C. OZ3 cũng y chang vậy ha. Bây giờ có thêm Z3 đẩy mạnh nữa, thằng này đẩy mạnh hơn. À, hệ ứng của này cũng như đây, hệ ứng dương C. Do đó cô nói là thông thường bạn gặp hệ thống như đây PP, PP. Đó. Thì mình sẽ có dương C. Rồi đặc điểm chung của hiệu ứng liên hợp là gì? Hiệu ứng liên hợp không thay đổi rất ít khi kéo dài mạch liên hợp. Thì cô nói rồi nó sẽ chạy đều trên toàn hệ thống liên hợp của nó. À, đó thay đổi rất ít khi kéo dài mạch liên hợp. Đó, thì các bạn thấy nó chạy đều trên toàn hệ thống liên hợp của nó. Và hiệu ứng liên hợp chỉ có hiệu lực trên hệ liên hợp thẳng. Đây là cái hệ gì đây? Các bạn nhớ cô gì đây? Cái hệ liên hợp của mình gì đây? Là hệ mặt phẳng của nó, mặt phẳng nè, đó chỉ có hiệu lực trên hệ liên hợp phẳng thôi. Rồi đặc điểm của hệ thống liên hợp là gì? Hiệu ứng liên hợp ảnh hưởng đến sự dịch chuyển điện tử sẽ tạo ra công thức trung gian, tức là từ cái hiệu ứng liên hợp của mình có thể biết được công thức trung gian của các dạng trung gian của một công thức. Ví dụ các bạn học butadiene mục 3, sau khi hôm nay mình học xong hiểu là tại sao có trường hợp cộng gì đây, cộng 1, 2 phổ thông lớp 11 mình học đó, tại sao có trường hợp gì đây cộng 1, 4. Cộng 1, 2 có nghĩa là cộng ở carbon số 1, số 2. Cộng 1, 4 là cộng ở carbon số 1 và số 2, số 4. Thì do là viết được các công thức trung gian của nó, các cái công thức giới hạn của nó. Và như vậy mình sẽ có gì đây, cơ chế khác nhau. Nha, việc đầu tiên mình xác định cho cô này, mình xác định cho cô dịch chuyển trên một cái liên kết thôi, Z2 rút điện tử. À, thì lúc đó CH2 mình mang điện tích âm, thằng CH của mình mang điện tích dương. Thì đó khi bạn cộng với H brom, à, thì H cộng sẽ đi vào đây, brom sẽ đi vào đây, các bạn có sản phẩm cộng 1, 2. Y chang vậy công thức giới hạn gì đây? 1, 4 bạn cộng với brom ha, thì H cộng sẽ đi về đây, brom sẽ đi về đây. Mình sẽ có sản phẩm cộng 1, 4, hai cơ chế hoàn toàn khác nhau. À, hoặc các bạn có cái này. Thì đối với oxy rút điện tử, oxy mang điện tích âm, ha, thằng C mang điện tích dương. Rồi y chang vậy công thức giới hạn ở đây tiếp tục như đây, C này mang điện tích dương, thế nên kết đôi là đặt về đây. Đó. Là C này mang điện tích dương, không sử dụng. Rồi công thức phenol nè, các công thức giới hạn của phenol thì các bạn hiểu đến đây, khi đến cái học đến phần như đây hợp chất aren á, tức là bón thơm định hướng thế nhân thơm á, tại sao nó lại định hướng thế trên là vị trí octo và vị trí gì đây và đây. Thì các bạn biết được công thức giới hạn của nó ha, các bạn thấy gì, octo para của mình giàu điện tử nha, do đó khi bạn cộng với phản ứng nitro hóa thì cái nhóm NO2 cộng của mình sẽ tấn công vào vị trí octo hoặc vị trí như đây, vị trí para. Thì đây là công thức giới hạn của nó này, oxy sẽ đẩy vào đây là cho những kết đôi là đập vào đây nha, à, mang điện tích âm nha, thằng oxy đập vào đây sẽ hình thành những kết đôi, và oxy mang điện tích dương đó. Và để tiếp tục như đây, thằng này lại đẩy vào đây, nó những kết đôi lại đập vào đây nha, như vậy mật độ điện tích âm ở vị trí para. À, và khi đập cái liên kết cái điện điện âm mình đập vào đây thì chỗ này hình thành như đây, liên kết đôi, biết lại công thức giới hạn. Và lúc đó lúc này liên kết đôi đập vào đây thì mang điện tích âm, lại tiếp tục âm đập vào đây, lại đập vào đây thằng này mang điện tích âm rồi sau đó thì đây tiếp tục nó đẩy vào đây, à, liên kết đây đẩy vào đây, và như vậy lúc đó bạn lại trở lại công thức ban đầu. Đó là các công thức giới hạn của phenol. Các bạn chỉ cần hiểu cho cô là vị trí octo, vị trí para là dạo điện tích âm. Và đến khi các bạn hiểu các bạn thế thế nhân thơm mà thế thì ra trực tiếp ở vị trí octo và para dễ hơn so với vị trí người ta.
Vì nhìn vào không có giới hạn, còn nói vị trí meta không có mật độ đến đích âm nào hết nha. Rồi sang phần hiệu ứng thứ ba là hiệu ứng xuyên hợp. Hiệu ứng xuyên hợp ha, thì mình sẽ gặp trong trường hợp là cô nói rồi, hiệu ứng cảm là gặp ở tất cả các trường hợp, còn hiệu ứng liên hợp chỉ gặp trong ba trường hợp đó thôi. Thông thường mình gặp hai trường hợp PP và PP. Rồi xuyên hợp mình sẽ gặp ở đâu nha? Thì người ta nói xuyên hợp khi bạn thấy là cái liên kết giữa C và H làm nó cách liên kết P hoặc là cả bô cation, tức là cả quan mang điện tích dương hay là gốc tự do một liên kết sigma. Các bạn thấy này, đại khái mình hiểu cái C bên cạnh C liên kết bội nha, nó có C và H, có liên kết C và H ở bên cạnh carbon có liên kết bội, thì cái CH này sẽ gây hiệu ứng siêu liên hợp đó. Và mình hiểu cái CH này cách cái liên kết bội một liên kết sigma. Còn không thì các bạn cứ hiểu đơn giản như câu đó là gì đây, cái C bên cạnh C liên kết bội nha, có liên kết CH thì cái H này nha gây ứng siêu liên hợp nha. Và mai sau khi đến học phần ăn ca mình hiểu cái H này là H alpha đó, mình hiểu H alpha là cái H gây ứng siêu liên hợp đó, trong cái liên kết CH. Thì trong trường hợp này mình có 3 CH, mình hiểu mình có 3 hydro alpha đó. Thì để mai sau mình giải thích cho cô tính bền của ăn kem nha. Cái ăn kem của mình càng nhiều H alpha thì cái alken của mình càng được. Đó, thì các bạn thấy là C liên kết bội của bạn có 3 liên kết CH, đó các bạn có 3 H alpha. Đó, thằng C này bên cạnh, thằng C này bên cạnh thằng C liên kết bội nha. Có 3 CH, 3 H alpha, hiểu như vậy. Thằng này cũng y chang vậy, thằng C này C liên kết bội này, thằng C này bên cạnh C liên kết bội có 3 H alpha. Đó, đây là mang điện tích dương, mình cũng có 3 H alpha. Hiệu xuyên hợp càng mạnh thì số nguyên tử H ở C alpha càng mạnh, hiểu đại khái có nhiều cái CH alpha thì như đây nha. Thì như vậy có mình học xét tới tính bền của alken thì càng bền. Hoặc mình hiểu gây hiệu xuyên hợp càng mạnh thì số nguyên tử H trên nitơ, trên carbon của mình á, trên carbon alpha nó càng nhiều. Thì trong trường hợp này mình thấy nè, các bạn kể cái liên kết đôi ra ha, 3 H alpha này 2 H alpha. Thì đối với trường hợp này 3H alpha xuyên hợp mạnh hơn, nên mình sẽ xét theo hiệu ứng xuyên hợp đó, mạnh hơn. Mũi tên này sẽ đặt về phía này. Còn nếu bạn nào thông thường bạn ngồi bạn suy nghĩ các bạn không xét theo hiệu ứng xuyên hợp á, thì bạn xét theo rồi đây là 2C này 1C, 2C đẩy mạnh hơn, đẩy mạnh hơn nha. Hai thằng C đàn ra thiếu điện tử, thằng C này đẩy mạnh hơn cho thằng C này, C này thiếu nhiều hơn, mũi tên sẽ đi về đây. Và như vậy mình sẽ có sản phẩm sao. Đó, bây giờ nói bài tập. Thì câu số 9 là người ta bắt đầu nói hiệu ứng cảm trừ y. Trừ y có trong hợp chất nào, nhắc lại nhớ lại trừ y. Gặp 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất gặp ở gì đây? Liên kết bội. Tức là nhóm không no. Gặp ở thứ hai là thằng gì đây? Thằng oxy mà điện tích dương. Ở trường hợp thứ ba là gì đây, nhóm nguyên tử có chứa độ ôm điện lớn đó. Thì mình sẽ xét cả ba trường hợp, chọn đáp án ABCD cho đó mình hiểu, mình chọn rất là dễ. Rồi câu số 10 là câu C. Rồi câu này viết ra chắc là rồi, bạn muốn trả lời tên gì? Em tên là Hồng Lê Anh Thư ạ. Tên gì? Huỳnh Lê Anh Thư ạ. Dạ Huỳnh Lê. Dạ số 82. Mời xem bạn Thư, bạn chọn đúng hay sai nha. Thì nếu bạn nào ha viết bằng chữ khó, bạn có thể viết bằng phương thức cấu tạo axit hoặc mất ha, phải viết được. Axit acetate phải viết được C3COH.
axit clo, acetic thì mình hiểu là CH2 clo. Đó. Để giống nhau là nhóm axit, khác nhau là thằng này thì ứng y bằng không. Nha, thằng này là dương y, thằng này là dưới đây trừ y. Nha. Thì các bạn thấy này, thằng này trừ y thì tính axit mạnh nhất. Sắp xếp theo tự ha. Thì các bạn thấy là gì đây? Acid formic ở giữa ha, formic y bằng không nằm giữa thằng hút và thằng gì đây, thằng đẩy nha. Thì đó acid formic ở giữa, thì đó đã mình biết cần là thằng này là gì đây, ở giữa thì đúng, còn hai này acetic ở giữa là sai đúng nha. Mình nhìn đây mình thấy này, nếu xét theo chiều tăng dần thì thằng số 2 sẽ lớn hơn thằng thằng số 2 sẽ nhỏ hơn thằng số mấy, nhỏ thằng số 1, một nhỏ thằng số 3. Đó, như acid formic. Còn nếu vị trí giảm dần ha, thì thằng số 3 lớn thằng số mấy, số 1 nhỏ thằng số mấy, số 2. Đó, dù tăng dần hay giảm dần thì thằng số 1 vẫn nằm giữa. Còn đây là acid acetic nằm giữa, bỏ. Đó chỉ còn đáp án C. Nên cái thì con bỏ rồi, câu số 10. À, câu số 10 không có đủ dữ liệu. Câu số 11. Chọn chất có tính acid mạnh nhất. Số 2 cô. Câu B cô. Số 2 á. Rồi, bạn nào? Hai đứa, đứa nào? Lê Hiền Minh Linh ạ. Kiều Anh ạ. Điểm này số bao nhiêu? 5. Số 3 là 35. Rồi, bạn thứ hai tên gì? Dạ, Kiều Anh ạ. Số 5 luôn hả? Dạ. Rồi, xem bạn làm đúng hay sai nha. Bây giờ bạn nào chưa hiểu chưa rõ thì cô sẽ xét từng từng cái cho bạn nha. Cái nhóm nào ảnh hưởng như nào, thì đầu tiên nếu bạn làm các bạn này cho cô này, tất cả bốn thuốc này đều giống nhau, có một cái vòng benzen và OH. Như vậy mình xét tính axit mình hiểu là dưới đây mình sẽ xét tới cái liên kết OH này. Vậy mình sẽ bỏ cái giống nhau, mình sẽ chỉ xét tới cái sự khác nhau thôi nha. Vậy trong trường hợp này ha, mình xét xét cô cờ lo ảnh hưởng gì tới cái vòng benzen này, NO2 ảnh hưởng gì, CH3 ảnh hưởng gì, CH3O ảnh hưởng gì. Thì nhớ cô đã bắt đầu xét hiệu ứng cảm, cứ xét cho cô từng cái hiệu ứng. Hiệu ứng cảm có không, hiệu ứng liên hợp có không, và hiệu ứng xuyên hợp có không. Thì clo của mình ha, xét hiệu ứng cảm clo độ ổn định mạnh hơn so với carbon này. Nha, cho đó thứ nhất hiệu ứng cảm nó độ ổn định lớn hơn, cái đó phải hiệu ứng trừ y. Rồi xét hiệu ứng liên hợp nó có hay không? Thì trên halogen, trên nitơ, trên oxy nha, thì trên orbital p của nó còn cặp electron tự do, được chưa? Thì lúc đó mình hiểu như nào, nó có hiệu liên hợp hay không? P sigma p, như vậy cặp điện tử này cũng đẩy vào vòng hệ thống liên hợp, có hiệu ứng gì đây, dương C. Hiệu ứng xuyên hợp có không? Không nha, bởi vì nếu có thì cái C mà gắn trực tiếp vào cái gì đây, cái C liên kết bộ phải có hydro nha, thành là clo không có. Y chang về NO2, NO2. Và cô lưu ý lại cho cô cái nhóm NO2. Nếu NO2 ở vị trí gì đây? Vị trí octo và vị trí para, tức là nó có sẵn một cái nhóm thế khác rồi đó, ở vị trí octo para cho một nhóm thế khác, thì có hiệu ứng liên hợp gì đây? Trừ C. Còn nếu mà NO2 vị trí meta, ghi chú lại, do ở vị trí meta không viết được công thức giới hạn, do đó nó sẽ chỉ có hiệu ứng gì rồi? Trừ y thôi, tức là đối với thằng này vừa trừ y vừa gì đây, trừ c. Còn đối với thằng NO2 ở vị trí gì đây, ở vị trí meta, và lưu ý cho cô là vị trí meta thì không có hiệu ứng liên hợp, mặc dù nó pi sigma pi, nhưng mà hệ thống liên hợp các bạn phải biết được công thức giới hạn nữa nha. Do đó cho cô nốt lại cái này để lần sau vào, nếu trường hợp NO2 ở vị trí gì đây, vị trí meta, thì NO2 chỉ thể hiện trừ y thôi. Xác định cho cô anh đầu hai vị trí para nha, biết được công thức giới hạn, vừa có trừ y xét về hiệu ứng cảm, có trừ y xét về hiệu liên hợp ha, n mình viết là n liter của mình viết là dạng n nối đôi pi sigma pi ha, oxy rút điện tử ha, vòng liên hợp nó phải đẩy và ra ngoài, và mình sẽ có gì đây, trừ c. Rồi xét ba, xét về hiệu ứng liên cảm có không? Có. Ứng cảm của mình nó là xét ba là gì đây, gốc đẩy à, gốc no đó, mình cứ xét từng cái, bạn nào chưa rõ thì vẫn cứ xét. Thằng này cái ứng như này dương y, ứng xuyên hợp có không? Có. Thằng C bên cạnh thằng C liên kết bội có CH,
Vậy hiệu ứng gì đây? H. Nhưng mà H và Y đều là hiệu ứng đẩy ha, thì không có vấn đề gì lo cả. Còn đây là nhớ câu là O xếp 3 khác nha, các O xếp 3 khác CO xếp 3 nha. Đó. Nếu O xếp 3 tức là gì đây? Thằng oxy gắn trực tiếp vào vòng thơ, thì trên ô butan P của thằng oxy này sẽ còn cặp electron tự do, và như vậy nó vẫn sẽ gây ứng liên hợp. Đó. Nó vừa liên hợp nó là gì đây? Pi sigma P, nó đẩy vào vòng liên hợp nó gây ứng dương C. Và tiếp thằng CF3 a thì đây thằng hiệu ứng liên hợp, liên hợp hiệu ứng cảm có hay không? Ô gắn với carbon oxy độ điện lớn thì đó hiệu ứng cảm có chứ, sẽ hiệu ứng liên hợp của nó có dương C. Còn CF3 là nhóm đẩy thì làm tăng cho cái giá oxy đẩy được mạnh hơn không nha. CF3 gây ứng dương đi ra thì CF3 là nhóm đẩy sẽ làm tăng cái gì đây, cái hiệu ứng của đoạn oxy lên thôi. Mà xét về oxy do vòng thơ thì oxy vừa trừ y vừa dương C. Vậy bây giờ nếu một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử của mình ha có hỗn hợp nhiều hiệu ứng thì mình sẽ ưu tiên chọn thằng nào? Thông thường nếu vừa hiệu ứng cảm hiệu ứng C ha, thì hiệu ứng C sẽ trội hơn, mình sẽ giữ lại C. Riêng halogen nha, trừ y mạnh hơn so với dương C, nên động tới halogen thì giữ khoanh tròn lại cho cô lấy thằng trừ H nha. Tóm lại giờ đối với halogen khi mình xét tính axit bazơ xác định cho cô là trừ X. Rồi bây giờ thằng đó hai vừa trừ y vừa trừ C thì cô nói rồi, C bao giờ cũng trội hơn y. Hai thằng đều đang rút thì rút lại thằng rút, giữ lại thằng rút mạnh à, trừ C. Thằng này thì các bạn xét nào cũng được ha, thì hai thằng đều đẩy hết mình xét một thằng cũng được. Rồi tiếp thằng OZ3 trừ dương C sẽ trội hơn so với trừ y, cho nó trừ y vứt đi ha, bỏ đi, mình lấy lại giữ lại thằng dương C. Bắt đầu mình mới so sánh tính axit. Nếu đi thi người ta hỏi tính axit mạnh nhất thì mình chọn cho cô gì đây, thằng nào rút mạnh nhất. Vậy trong này các bạn thấy này, thằng này trừ C, thằng này là trừ y, hai thằng âm hai thằng dương, thì mạnh nhất thì bỏ thằng dương kiếm thằng âm. Vậy trong một thằng trừ y một thằng trừ C thì mình sẽ chọn thằng trừ C vì trừ C mạnh hơn trừ y, đó NO2 rút mạnh hơn so với clo, và như vậy tính axit mạnh nhất là chọn thằng số 2. Nếu người ta hỏi tính axit yếu nhất nè, yếu nhất thì mình sẽ chọn thằng đẩy. Vậy trong hai thằng đẩy chọn thằng đẩy mạnh hơn thì tính axit yếu hơn, và bọn ta xác định cho cô giữa thằng dương C và thằng dương Y thì thằng chọn thằng dương Y nha, bởi vì dương dương ơ là thằng chọn thằng dương C nha, mình sẽ giữ lại thằng này à, thì thằng này đẩy mạnh nhất thì tính axit yếu nhất. Đó, nếu chọn tính axit yếu nhất chọn thằng số 4. Còn nếu người ta yêu cầu bạn sắp xếp làm sao cũng chọn được hết, hai thằng đẩy sẽ là một rốt, hai thằng âm sẽ là một rốt. Nếu người ta yêu cầu bạn gì đây, tính axit giảm dần, và nhớ cô là đọc đề cho nó kỹ, giảm dần thì thằng mạnh nhất gì đây nằm ngoài nha, thì thằng thằng tính axit mạnh nhất là thằng số 2. Số 2 sẽ lớn thằng số 1. Trong hai thằng đẩy thì gì đây, tính thằng đẩy mạnh yếu nhất, do đó thằng số 4 sẽ nằm bìa nha. Thằng số 4 lấy thằng số mấy, thằng số 1 lớn thằng số 3, 3 lớn 4. Đây là đáp án đúng. Còn nếu người ta yêu cầu thì đây sắp xếp tính axit thì đây tăng dần, thì nhớ cô tăng dần thì thằng đại yếu nhất nằm bìa, 4 sẽ nhỏ hơn thằng số mấy, số 3 à, 3 sẽ nhỏ hơn thằng số 1, 1 sẽ nhỏ hơn thằng số mấy, số 2. Thì đó khi mình hiểu rồi mình không có gì phải sợ hết nha, mình cứ xét từng cái chưa rõ chưa hiểu thì cứ hiểu cảm có không, hiểu liên hợp có xét có không, cứ có thỏa mãn điều kiện pi sigma pi sigma p hay không. À, thì thông thường khi nào có điện tích dương mình mới xét tới pi sigma p chấm nha, còn trong trường hợp đó mình ít xài nha. Đấy là câu xong câu số 11 nha, coi như vừa làm vừa giải rất là kỹ rồi đó. Y chang câu số 12. Câu số 12 B à? 12 B cô ơi. Dạ cô B à? Rồi, cứ là nói. Câu em trả lời B anh chị như quên. Em trả lời bé này cô. Thì cứ nói từng tên đi và cô nói trước xíu nữa cô hỏi cô bắt trong bằng là đám bằng nó đứa nói thì cô sẽ kêu một đứa lên giảng bài. À, còn bạn là đúng nha, chắc chắn mình giải thích được thì mình số nói ba năm mà và làm tiếp bạn nào nữa. Dạ, số 32 hai 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 Mỹ Kỳ tiếp 42 dạ. 68 cơ 42
68. Là số 16. 68. Số 16. Ai nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi số 16 trả lời cho cô coi. Dạ, thưa cô, là mình xét trong benzen này thì mình thấy nhóm COOH nó đều giống nhau, cho nên là mình sẽ xét cái vòng cuối này. Thì là em thấy là cái thằng NO2 là giống như cô giải thích đó, là nó là nhóm trừ C với lại trừ Y. Mình giữ lại cái trừ C. Dạ. Z 3. Dạ, CH3 là cộng Y. Ồ, lộn, cộng C. Mình có cộng C. Z 3 mà. Dạ, dạ, cộng Y. OH. Dạ, OH là trừ Y. Trừ Y. Rồi còn ngoài hệ ứng trừ Y đâu, còn hệ ứng gì nữa? Cộng C. C đó, cứ nhớ cô đó. Xung quanh oxy chỉ có liên kết đơn thì trên đầu nó còn cặp N trong tự do. Nha, nếu mà kỹ nữa thì này có thêm hiệu ứng xen hợp nữa, nhưng mà chỉ cần một nắm đại thì chọn một cái cũng được nha. Dạ. Thằng này coi như là thằng H. H coi như y bằng mấy, y bằng không? Dạ, y bằng không. Vậy thì mình có nhóm trừ, nhóm đẩy ha. Thì dạ, mình sẽ chọn gì đây? Thằng y là trung gian, y bằng không là trung gian, sẽ nhóm đẩy và nhóm rút. À, bây giờ mình trong trường hợp này ha, sau số 2 mình sẽ giữ lại thằng gì đây, trừ C. À, thằng số 3 mình giữ lại dương y, thằng số 4 mình giữ lại thằng nào? Dạ, mình giữ lại thằng cộng C. Đó. Bây giờ mình bắt đầu mình xét cho cô ha, thằng nhóm đẩy ha sẽ làm giảm tính axit, nhóm rút sẽ làm tăng tính axit. Trong này ha thì mình thằng gì đây, thằng rút này là gì đây, tính axit C. Dạ. Trong này giảm dần thì thằng số 2 mạnh nhất. À, hai thằng này hai nhóm đẩy ha, nó dần nằm giữ thằng gì đây, không đẩy cũng không thằng đốt, thằng y bằng không. Hai lớn thằng số mấy? Dạ số 1. 1 sẽ lớn thằng số mấy? Dạ số 3. 3 lớn thằng số mấy? Số 4. Ok. Dạ. Cô chọn đáp án nào? Dạ em chọn đáp án B. Đó, các bạn hiểu bạn làm rất là nhanh nha. Rồi câu số 13. Câu B thôi. Câu B cô. Rồi bao nhiêu nó chọn đáp án B. Rồi những bạn nào? 35. 35 tiếp. Ai số nữa? 5. Số 5. 5. Ai nữa? Có hai bạn thôi hả? Rồi 35 trả lời. Cô là cái trong cái này thì thấy nhóm COH nó giống nhau, nên giờ mình sẽ xét cái góc CH3 của cô. Rồi coi như cái vũ khí này y sẽ H là coi như y bằng không. Ok. Rồi 2 3 4. Vậy H bằng không thì chắc chắn là nó sẽ lớn nhất rồi. Rồi thằng CH3 thì vậy anh đốt. CH3 nó càng ở xa cái nhóm COH á, thì nó càng lớn cái tính. Giờ xác định đẩy rút đã. Đẩy nó giảm á cô. Đẩy. Càng xa thì đẩy càng giảm, nên nó sẽ cái số 4 nó sẽ đẩy mạnh. Ủa. Đẩy giảm tính axit nó. Đẩy giảm tính axit nó mạnh. Rồi, trong 3 thằng này thì thằng số CH3 ở xa vị trí nhóm axit nhất thì nó đẩy yếu nhất. Đó, trong 3 này tính axit thằng số 4 mạnh hơn. Chưa? Dạ đúng rồi. Trong 4 thằng này thằng nào mạnh nhất? Trong 4 thằng đó thì cái thằng số 1 là mạnh nhất. 1 sẽ lớn hơn số mấy? Lớn hơn số 4. Xong tới là cái CH3 ở ngay số 3, tới số 3. Xong mới tới số 2. Thì nhớ cô á, đối xét 3 của mình ha, khi mình xét tới giống nhau là có vòng benzen và nhóm axit khác nhau với nhóm xét 3, rồi hiểu H coi như bằng không đi. À, thì trong trường hợp này H y bằng không ha, thì trong này có 3 thằng đẩy, một thằng không đẩy không rút. À, thì thằng không đẩy không rút tính axit sẽ mạnh hơn thằng đẩy. À, thằng số 1 sẽ mạnh nhất. Vậy bây giờ nói đến hiệu ứng cảm nhớ cô gì đây, càng xa hiệu ứng gì đây càng giảm. Như vậy số 4 gì đây đẩy yếu nhất, do đó tính axit của nó mạnh nhất. À, mạnh hơn trong 3 thằng nha. Đó thì đến thằng 4, 4 lớn thằng 3, 3 lớn thằng nha. Đó.
Đúng rồi đó. Đáp án đúng của mình là đáp án nào? Đáp án B hả? Rồi con số 14 so sánh cho con. Em nhập câu C không? Câu xem bao nhiêu bạn trả lời câu xem thì ra được cái này. Dạ số 16. Số 42 nữa cô. Còn ai nữa không? Số 42 trả lời cho cô đi. Dạ cô là mình thấy aceton á thì nó có với oxy nên là nó là yếu nhất. Còn thì lại cô là ok, này là còn tất cả những nitơ. Dạ. Nitơ còn nguyên cặp điện tử. Dạ. Còn dimethylamine á là khác nhau đâu. Này dạ. Nhất. Rồi, còn gốc dimethylamine nó có tới 2C nên là nó sẽ là mạnh nhất. Xong rồi tới methylamine. Rồi tới ammoniac là y bằng không. Đó, thì lần này hai nhóm đẩy mạnh nhất. Người dạ, ta yêu cầu thế. Sắp xếp theo thứ tự, không có nói giảm dần hay tăng dần. À, thì mình sẽ chọn trong ba đáp án sai một đáp án đúng. Thì mình hiểu gì đây? Thằng số số 1 mạnh nhất đến thằng số mấy? Số 2 lớn thằng số 4. 4 nữa thằng số mấy? Số 3. Đúng, thấy là thằng aceton yếu nhất, thằng số 1 là mạnh nhất, dimethylamine. Thì bắt đầu xác định cho cô xem hai cái ở ngoài vì là giống nhau chưa. Thì bắt đầu mình xét cái ở giữa. À, thì các bạn thấy này, đây dấu là dấu sai. À, dấu đúng của mình là. À, còn thằng này các bạn bị vi phạm vì là aceton, là vi phạm aceton. À, thì cách bạn làm như vậy đó. Câu số 15 phải làm, câu số 15 giống câu nãy rồi. Câu làm số 14. Câu 14A, yeah. Câu 14C. Câu 14 ai đáp án A? Dạ, Mỹ Hân đến số 20. Số 20. Rồi, bạn nào trả lời đáp án C? Dạ, 16. Thời gian. Rồi, còn ai trả lời nữa không?
Rồi 20 trả lời cho cô tại sao trả lời án A. Cô là cái nhóm ăn kim bình thường khi mà nó không có CL thì nó sẽ là nhóm đẩy. Nhưng mà cái lúc mà không có CL thì do CL có độ ẩm điện lớn lớn hơn nên là cái nhóm ăn kim sẽ trở thành nhóm rút. Và khi có CL ở cô thì ở cô A mình thấy là cái chất đặc, cái chất đó thì nó có cái CL đứng gần cái COOH nhất nên là nó dễ rút điện tử á cô, thì rút mạnh nhất, cái tính axit mạnh nhất. Dạ. Ở cái chất thứ hai á thì cái CL nó cũng đứng gần nhưng mà nó cách một C rồi. Ở cái C thứ hai thì tính axit nó sẽ giảm xuống xíu. Còn ở cái chất cuối cùng thì trước COH là nhóm ankin nên là nhóm nó có tính chất đẩy, là tính axit thấp nhất nên là em chọn câu A. Nghe nha, đọc đề cho kỹ nha. Có nghĩa là ba cái đúng một cái sai, cái này là một giải đúng và là con còn ở ba giải là con ba giải này con sẽ kiếm hai thằng đúng và một cái sai, cái nào con sai chọn con lộn quá cô, con C sai cô. Rồi cô B là thích luôn, cô B đi, cô B tại sao đúng? Dạ. Cô B là cái để con coi lại chứ. Y chang vậy nè, giống y chang nhau, một C gắn một axit là có một C, thằng này có thêm NO2, thằng này có nhóm OH, thằng này có C3. Dạ. Thằng này gây ứng gì đây, trừ y hay là dương y? Cái NO2 hả cô? Ừ. Dạ, nó đẹp, nó trừ y với lại trừ C luôn. Không, mình chỉ có trừ C khi nào mà pi sigma pi á, nào đâu có pi sigma pi đâu. Con hiểu không? Khi nào nó phải gặp là pi sigma pi thì con mới có hệ thống liên hợp, còn đây chỉ là NO2 gắn với thằng C thôi. Thì con nhìn nó đâu có liên hợp đâu, vậy đây nè. Vậy trừ y. Đó, thêm một nhóm xếp 2 chỗ này. Một sao tôi mới thằng liter cách nhau và bao nhiêu rồi? Hai cái liên kết sigma rồi. Hiểu không? Dạ. Trong trường hợp này nó không có hiệu ứng dương C nha. Dạ. Con thấy không? Vì nó cách hai liên kết sigma lận. Cái đó nó chỉ là hiệu ứng cạn thôi. Nhớ cho cô nha, khi nào mà pi sigma pi thì mới có liên hợp, còn trong trường hợp này không có thì là trừ y. Trừ y OH trở thành gì đây? Trừ y có, trừ y có C à? OH CH2 gắn OH trừ y, trừ y phải có, ngoài trừ y ta còn gì nữa à? Rồi chọn câu OH là trừ. Cái hai OH thì ứng gì bé? Dạ. 30 hả? Đúng không hả? Trả lời được không? Giống cái chén nổ 2. Có hiệu ứng cho em liên hợp không? Dạ, trừ y luôn cô. Trừ y thôi, không có liên hợp. Dạ, trừ y thôi. CH3. Dạ, CH3 là nhóm đẩy cô. Nó cộng y. Và trong ba trong thằng này NO2 là rút mạnh nhất. NO2 dạ, rút mạnh hơn so với oxy. Dạ. Mà tính axit mạnh hơn. Dạ nên là câu B cũng đúng luôn. Vậy cũng đúng luôn. Dạ. Rồi câu câu C. Dạ. C là vi phạm thằng nào? Cái CL nó đôi, ủa nó CL3C á cô, là nó có khả năng hút mạnh nhất tại vì nó có tới 3 CL. Dạ. Cái F á thì nó có độ âm điện lớn hơn BR nên là F CH2 nó có khả năng hút cao hơn. Vì sai này đúng không? Dạ. Vì này đúng không? Suy ra thì cái Flo đi về đây, Flo phải ra ngoài bụng đúng không? Dạ. Nó có tính axit cao hơn. Đó, vì câu C này bị sai. Yeah. Đó, thì câu này các bạn thấy này. 1C đã yếu hơn 2C, 2C đã yếu hơn 3C.
là tính axit của thằng 1C đẩy mạnh hơn 2C, 2C đẩy mạnh hơn 3C, được chưa? Đó, đáp án D là đáp án đúng. Đó, vì thằng này 1C, thằng này là 2C, thằng này là 7C, 3C. 1C đẩy yếu hơn thì đó tính axit mạnh hơn. Đó, đúng lớn đúng rồi nha. Đó, cô C là cô sai. Nha, cho đó đi thi đọc đề cho nó kỹ nha, không đúng thì mình phải chọn cái dãy sai. Câu này cũng gần như là câu số vừa nãy rồi. Em giải thích câu 15 được không cô? Rồi 15, những ai chọn đáp án? Dạ, 15 D. Câu số bao nhiêu? Dạ, số 40 rồi. Còn ai chọn đáp án nữa không? 15 D luôn à? Tên gì? Võ Ngọc Minh Thư à? Số bao nhiêu? 85 mà. Dạ. Số 16. Số 16. Ai nữa không? Rồi 85 trả lời. Dạ thưa cô, đầu tiên do là em xét cái số 3 là nó có oxy. Oxy thì nó có độ âm điện mạnh, nó lớn thì nó hút e về nó mạnh. Mà hút e về nó mạnh thì nên bao giờ nó yếu liên kết nó yếu nhất, bao giờ yếu nhất à? Rồi em sẽ tính đầu tiên, cái số 1 là CH3 hai lần NH, là nó là nhóm đẩy là dương y, thì có hai nhóm CH3 là nó bao giờ nó mạnh nhất à? Còn cái số 2 này là y bằng 0 à? Nên em xét theo 1 4 2 3. Này là 1C, cũng là dương y là 1C thôi đúng không? Nó mạnh nhất. Giảm dần thì thằng số 1 lớn hơn số mấy, số 4 4 lớn hơn số mấy, số 2 2 lớn hơn số mấy, số 1. Chọn đáp án nào? D à? C, D. D à? D đúng không? D đúng không? Đó, nha, thì đó đi thi đọc, nhớ là cô đọc kỹ cái đề mà ghi giảm thì hút nha. Giảm thì giữa 2 nhà tập dần. Cô ơi, sao em số 40 em chưa có câu trả lời mà sao em trả lời trước bạn mà cô gọi bạn sau vậy cô? Có là cô đánh dấu vô rồi sau đó cô gọi bất kỳ trong ba bạn lên, hiểu không? Bạn nào trả lời cứ việc cô tích, sau đó trong bằng đó bạn cô sẽ gọi bất kỳ trả lời cô nói rồi nhắm trả lời rồi giải thích được thì hãy đọc. Thì cô đánh dấu con rồi. Dạ. Yeah. Câu thứ 16. Dạ, câu số 16C. 16C à? Rồi, câu 16 bao nhiêu bạn chọn? Dạ, 16, con số 16 không? Số 16, số bao nhiêu? Số 35. 85 à? 35. Đi lên. Rồi, 85. Ai nữa? Ai chọn nữa không? Có 3 bạn chọn nữa hả? Dạ, số 53 cô. Số 53, số hồng à. Ai chọn nữa? Ai chọn nữa thì Hồng Ngọc trả lời. Hồng Ngọc trả lời cho cô đi, tại sao em chọn đáp án được đúng nhất là số mấy? Em là đáp án nào? Dạ thưa cô là số 3. Số 3, yếu nhất nha. Rồi. Rồi, giải thích cho cô. Tại sao em chọn số 3 Ngọc? Alo Ngọc ơi, giải thích cho cô đi. Em giải thích đúng cô. Thôi em Ngọc trả lời đi, thì cô đã nói là cô gọi bất kỳ. Cô nãy em lỡ bấm out ra. Đấy. Giống em... như em hồi nãy có khác gì đâu. Thử tự dành để thấy coi. Dạ thưa cô ra. Tại em không biết giải thích sao cô. Giống như Trang hồi nãy giải thích cho cô từng cái từng nhóm thế là ảnh hưởng như nào, hiệu ứng nào, y hay là trừ y hay là dương c, dương y hay là trừ c, là dương t.
Để thấy giống như trang các bạn đó. Rồi con xét qua một lượt xem có gì giống nhau. Chỉ xác gì đây, chỉ xác định cái khác nhau thôi, sự ảnh hưởng của cái khác nhau tới cái giống thôi. Ba giờ yếu là tính đẩy mạnh. Cái lộn ba giờ yếu là tính hút nó mạnh. Giống như trang mình đây, cô đã làm đống câu rồi đó. Hoặc làm thử coi. Thế là thấy được không Ngọc? Em không, em không biết hết sao. Giống với trang hồi nãy. Ví dụ bây giờ đi, nguyên một dàn giống nhau là đều có bằng benzen với nhóm NH2, chỉ so sánh cho cô sự khác biệt của các nhóm khác thôi. Đó, bây giờ so sánh cho cô xét 3 hiệu ứng gì, NO2 hiệu ứng gì, clo thì hiệu ứng gì. Rồi xong rồi đối thằng gì này không nói gì hết là nói hydro đi, hydro là hiệu ứng gì. Và từ đó mình cũng giống với trang câu hồi nãy, tính 3 giờ thì nhóm rút sẽ làm giảm tính 3 giờ, nhóm đẩy sẽ làm tăng tính 3 giờ. Xác định cho cô trong các nhóm thế là nhóm đẩy, nhóm rút và hiệu ứng gì. Vừa nãy làm bao nhiêu câu rồi? Để cho lựa chọn lại cuối cùng có trả lời được không? Trả lời xóa tên. Dạ thôi để em làm câu khác. Cô, dạ em cô xin... em giải thích được không cô? Tên gì? Dạ tên gì giải thích? Dạ số 38 á cô. Số 38 Trang Linh, rồi cảm ơn đi. À, dạ, ở đây thì bốn câu mình thấy giống, đều giống là nhóm NH2. Nên là mình sẽ xét đến các câu 1 đó là mình sẽ có hiệu, mình sẽ là Y bằng 0. Câu 2, việc còn nhóm CH3 nên là sẽ là Y cộng, cộng Y. Câu 3 thì là trừ C. Thế là vừa trừ Y vừa trừ C mà mình sẽ chọn gì đây? Dạ, ưu tiên là trừ C. Còn chị... câu 4 là sẽ... À, câu clo. Dạ, clo là sẽ là hiệu ứng âm là trừ Y. Và dương C và trừ Y nó lớn hơn, mình giữ lại trừ Y được chưa? Mình cứ giải thích từng vấn đề bạn nào không rõ, mình giải thích. Đó, tóm lại là câu 2 mình sẽ giữ lại trừ C. Clo của mình vừa trừ Y vừa dương C, cho dương C của nó yếu hơn so với clo Y. Riêng thì các nhóm khác là hiệu ứng cảm, yếu hơn hiệu ứng liên hợp. Nhưng mà riêng halogen thì nó là trường hợp ngoại lệ. Do đó mình nhớ cô là trừ Y trộn hơn. Đó, giữ lại trừ Y. Thì mình loại được câu câu 1 với câu 2. Tại vì... yếu nhất, chọn yếu nhất dạ, thì cũng là chọn cái nhóm rút mạnh nhất. Dạ. Nhớ cô 3 giờ yếu nhất thì chọn cái gì đây? Chọn cái nhóm rút gì đây? Nhóm rút nhóm mạnh nhất. Nên là mình sẽ chọn là câu C là NO2. NO2 là đáp án gì đây? Đáp án C. À, ngoài trừ C rút mạnh hơn trừ Y. Đó thì người ta hỏi 3 giờ mạnh nhất thì chọn nào? Nếu 3 giờ mạnh nhất chọn nào? Chọn 2. Chọn nhất là chọn số 2 ạ. Đó, còn bắt đầu so sánh ha, giảm dần. Thì thằng số 3 mạnh hơn thằng số mấy, nhỏ mạnh hơn thằng số 4, số 4 mạnh hơn thằng số mấy, số 1, 1 mạnh hơn thằng số mấy, số 2. Đó. Hỏi cách nào cũng trả lời được hết. Cái này có 17 cũng dễ rồi. 7 C. C à? C của dạ, con C con vừa được chọn là bán C. Dạ, số 16. Số 40 cô. 85 số 3 tạp cô. 16. Bao nhiêu? 85 à? 35. 85. À 40 ạ. 35. Số 3 tạp. 40. Ai nữa? 38. Dạ 38. Ai nữa? Rồi, Minh Lý trả lời cho cô. À, thưa cô, ammoniac là NH3, methylenin là CH3, NH2, dimethylamine là CH2, 2 lần NH, số 4 là CH2, CL. Ta thấy số 4 có CL là có tính thôi, nên bây giờ yếu nhất. Anidin. Bây giờ người ta không nói vị trí octopara thì trong trường hợp này có mình là có sự khác biệt thôi. Để chọn thế nào cũng được. Mình đã nạp ngoài rồi.
Anilin nè. Dạ mình có cho thằng này là NH2 này, anilin được chưa? CH2. Thì đầu tiên xác định cho cô là amin thơm nha. Thì cái amin này các bạn thấy này, đây nó đẩy dòng thơm đúng không? Pi sigma P hiệu ứng gì đây? Dương C. Thì lần này cái cặp điện tử trên nitơ của mình nó đẩy một phần vòng thơm rồi, cho đó mật độ đã giảm rồi. Còn trong ba cái này là amin béo ha, thì cái cặp điện tử electron của nó có bị thay đổi không? Đó, thì xác định cho cô Y con này có Y bằng 0 đi. Xếp 3 đẩy rút. Đấy, dạ, đẩy Y cộng Y. Thằng này 2, 2 cái cộng Y luôn. Đó, thằng này đẩy mạnh nhất. Dạ, 2 này 2 nhóm đẩy rồi. Thằng này là dưới đây tính 3 giờ yếu nhất trong 3 thằng. Đầu tiên xác định cho cô đó, anilin là do cái cặp điện tử trên nitơ phải đẩy một phần vào vòng thơm, cho đó mật độ điện tích âm của nó bị giảm. Đó thì tính 3 giờ của nó yếu nhất trong 3 thằng này. Được chưa? Người ta yêu cầu tính 3 giờ giảm đó. Thì mình sẽ chọn thằng mạnh nhất là thằng số mấy? Số 3. 3 lớn thằng số mấy? Số 2. 2 lớn số mấy lấy? Số 1 con. 1 lớn thằng số mấy? Số 4. 3 lớn 2 lớn 1 lớn 4. Đáp án nào? C. Đi Trang vậy con chọn con số 18 đi cô. Dạ con C. Dạ con C cô. Dạ con C. Dạ con C. Rồi con bị chọn. Tao đọc từng tên coi. Dạ Mỹ Kỳ số 35. Dạ. Chị đồ Mỹ Kỳ số 32 cô. 32. 75. 7 mấy? 71 cô. Dạ 19. Số 6. Số mấy? 85 cô. Số 6 hả? Học Anh hả? 35 ạ. 85 à? 35, 85. 66 à? 17. 19 à? Từ từ. 35, 85. 57. Dạ 19. 55. Rồi 50. Dạ 38 ạ. Từ 57 thì số gì nữa? 57. 89. Đấy. Rồi gì số 99 gì đó? Dạ 19. 55 rồi. 19. Dạ 16. 66. Số 6 rồi. Dạ 16. Dạ, 16 16 ai nữa? Dạ 38 cô. 38 ra lên rồi, đứa nào nữa không? Dạ 19. 19 ra hơn ai nữa? 57 vô con, Hương Nhi á cô. 57 Hương Nhi rồi. 32 chưa cô? 32 Anh Thư hả? Dạ. Đầu lần trả lời 2 lần hay 1 lần? Dạ lần này lần 2. Rồi bây giờ bạn số 6 trả lời cho cô. Số 6 câu này dễ nhất nha. Số 6 trả lời lại em không? Ngọc, Lê Ngọc Anh. Thầy thích cho cô đi. Thì cô là clo lớn hơn Cl. Giống nhau là còn nhóm axit. Đó. Khác nhau là gì đây? CH2 brom mà cũng có một C thôi. Bắt đầu mình so sánh tới độ âm điện của ai? Những cái thằng khác thôi. Clo brom. Clo. Cl lớn hơn Br, lớn hơn. Đâu đâu biết ai mạnh nhất? Đúng điều của ai mạnh nhất? Dạ, clo. Rồi, vậy là thằng tính axit giảm dần hay tăng dần? Giảm dần đúng không? Thì thằng số 1 mạnh hơn thằng số mấy? Dạ, mạnh hơn thằng số 2. Mạnh hơn thằng số 3. Dạ, mạnh hơn thằng số 4. À, chọn đáp án nào? 1, 2, 3, 4, câu này dễ nhất. À. Rồi, bây giờ bạn đi chơi. 9 giờ 12 cộng 3 cộng 4 42. À qua đại học nha. Thôi, còn cái bài tập từ lộ này là tuần sau mình sửa nha. À cô cho em hỏi cái được không ạ? À. Cái bản ghi cái bản file bài giảng ở từng gọi á cô có gửi cho tụi em xin được không cô? Cũng như lớp mình đứa nào tuần trước ghi âm gửi lên lớp rồi mà đâu không em chưa chưa thấy à
một lớp buổi sáng, một lớp buổi chiều ra. Buổi sáng nhá cô. Bởi vì nó có một lớp nào đó, nó tự ghi âm, nó tự lại nên lúc người đó. Để cô coi cái nào đầy đủ thì cô gửi cho nó. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Cô gửi lên MMS hay là cô gửi lên Zalo vậy cô? Zalo đi. Zalo cũng được nha. Cô nói sao? Để lên Zalo. Rồi bây giờ mình học bài mới này. Rồi hôm nay mình sẽ học phản ứng hữu cơ, tức là mình hiểu gì đây. Trong chương trình của mình chỉ yêu cầu các bạn nhận diện đây là thuộc loại phản ứng nào nha. Còn không đi chuyên về sâu về cơ chế, tức là nhìn một cái phản ứng, các bạn phải nắm cho cô là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tác. À, trong phản ứng thế thì phải thế gì? À, thế gốc tự do hay thế elektrophil hay thế nucleophil. À, hoặc y chang tác cũng vậy ha, tác MLE2 cộng gốc tự do hay là cộng nucleophil hay là cộng với elektrophil. Thì đấy là trong chương trình của mình sẽ yêu cầu bạn nhận diện thôi. Còn nếu mà đi vào sâu phần cơ chế rất là khó. Thì phản ứng hữu cơ của mình gồm những loại phản ứng nào? Thì đầu tiên là phản ứng thế. Trong thế của mình sẽ có 3 loại phản ứng ha. Thế ký hiệu là chữ S, N, R là thế gốc tự do nha. Phản ứng thế thứ hai là ký hiệu là chữ S, E là thế elektrophil. Phản ứng thứ ba là phản ứng thế ái nhân, hay gọi là phản ứng thế nucleophil nha. Nucleophil. Và phản ứng là phản ứng elektrophil. Rồi, chữ phin này là gì nha? Phin là ái, là yêu, là thân nha. Đại khái là phin này là ái, là yêu này đó, mình là chữ phin này. Thì elektrophil là thân điện tử, hay gọi phản ứng như đây elektrophil đều được nha, hay là phản ứng như đây thân thân ái điện tử hay là thái gì thân. Mình sẽ có những cái gọi nào phản ứng thế ái điện tử này, phản ứng gì đây thế elektrophil này, và phản ứng thứ ba là phản ứng như đây thân điện tử nha. Tùy thuộc vào mỗi sách nha, có thể sách theo trường phái y dược ha, thì người ta sẽ gọi là thế elektrophil. Rồi có những sách ha, theo gì đây bên đại học bách khoa tự nhiên người ta gọi là thế ái điện tử, thậm chí bên đại học bách khoa người ta dùng chữ thân điện tử ha, cũng là một. Hoặc phản ứng thế ái nhân ha, thì theo trường phái đại học y dược ha, thì người ta sẽ gọi là phản ứng thế nucleophil. À, thì phản ứng thế ái nhân là phản ứng là thế nucleophil, hay gọi là phản ứng gì đây, phản ứng thân hạch nha. Hạch là hạt nhân nha. Cái đó ba tên gọi này cái nào cũng đúng ha, cái đó bạn nhớ bạn lưu ý để người ta nói cho bạn hiểu. Phản ứng tách loại ha, phản ứng tách loại kia là chữ E. Trong E của mình là có loại E1 E2, chút xíu nó sẽ hiểu E1 E2 là gì. Phản ứng cộng ha, phản ứng cộng của mình ký hiệu là chữ A. Trong cộng phản ứng cộng A của mình sẽ có cộng A R là cộng gốc tự do. Y chang vậy, cộng AE là cộng elektrophil. AN là phản ứng cộng nucleophil ha. Rồi nucleophil là gì? À, ái nhân là gì hay gì đó thì các bạn hiểu nó nguồn gốc từ đâu. Thì nếu mà người ta nhớ cho cô là E cộng là gì đây? Bản thân nó mang điện tích dương, nó sẽ thích điện tích âm. Thì nó là tác nhân ái điện tử, hay là gọi là tác nhân thân điện tử. Y trừ, bản chân y trừ của mình thì thích điện tích dương, cái đó gọi là tác nhân ái nhân. Nhân của mình các bạn biết rồi, nhân của mình là mang gì đây, mang proton. Proton của mình sẽ mang gì đây, điện tích dương. Do đó thằng tên gọi là tác nhân ái nhân thì bạn hiểu là bản chất nó mang điện tích âm. À, điện tử của mình biết rồi, electron mình mang điện tích âm ha. Do đó ái điện tử có nghĩa là thích điện tử, hay là thái thích electron thì bản thân của nó phải mang điện tích dương. Còn cái N chấm ha, N chấm thì gọi là gốc tự do.
Rồi vậy những cái tác nhân này xuất phát từ đâu? Thứ nhất là chút xíu nữa nói và nói đến phản ứng lại thẳng ứng thế đã. Thế mình hiểu là cái gì? Thế là mình hiểu gì đây? Thằng x đi ra, y đi vào, có nghe một thằng đi ra, thằng đi vào, nói thế. Thì x là nhóm bị thế, y là nhóm thế nha. Rồi một số phản ứng thế thông dụng như phản ứng thế halogen hóa. Ví dụ đến học ancan thì sau mình học ha, là phản ứng đặc trưng là phản ứng halogen hóa, là phản ứng thế và cụ thể là thế SNR. Rồi nitro hóa, sulfonic hóa, arin hóa, à, phản ứng acin hóa ha. Thì từ từ sẽ biết phản ứng arin hóa là gì, phản ứng acin hóa là gì. Rồi phản ứng kèm theo sự loại nước amphoramodas còn gọi là phản ứng ngưng cộng ha. Mình ngày trước của con mình đã học rồi. Rồi bây giờ sẽ sang nói gì đây, các tác nhân này xuất phát từ đâu? Bình thường mình biết nè, chủ yếu hôm nay mình nói là học liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa gì đây, hai phi kim điển hình. Thì bình thường ha, liên kết cộng hóa trị là mình hiểu như đây, ví dụ A liên kết với B, A sẽ bỏ ra một electron, B sẽ bỏ ra một electron, tạo ra một cặp electron trung chung. Thì cái cặp electron chung này sẽ tạo ra liên kết cộng hóa trị. Vậy khi tham gia liên kết là vậy. Vậy giờ khi mà bị cắt liên kết ha, thì mình sẽ có những cái chiều hướng cắt liên kết nào. Thứ nhất là dị ly. Dị ly có nghĩa là khi cái cặp electron trung chung này nè, khi cắt thì cắt thì một thằng lấy hết, một thằng không có gì hết. Bình thường khi góp chung là mỗi thằng bỏ ra một electron. Còn khi cắt thì một thằng lấy hết, một thằng không có gì hết. Thằng lấy hết, giàu điện tử, mang điện tích âm. Thằng ra đi hai bàn tay trắng không có gì hết, sẽ thiếu điện tử, sẽ mang điện tích dương. Rồi hoặc gì đây, nếu trường hợp A đổ điện lớn so với B ha, thì cặp electron này bị lệch về phía A. Khi bị cắt đứt, A sẽ lấy hết, B không có gì hết ha. A có hết thì sẽ mang điện tích âm. B của mình ra đi hai bàn tay trắng ha, mình sẽ có bạn điện tích dương. Vậy A cộng B cộng mình gọi là cặp bô ca treo. A trừ B trừ gọi là cặp ban dâu. Cặp bô ca treo nghĩa là cặp bô mang điện tích dương. Cặp ban dâu nghĩa là cặp ban, cặp bô mang điện tích âm. Và cái cặp bô ca treo hoặc cặp ban dâu này sẽ tham gia phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng tổng hợp. Rồi cắt đứt đồng ly là như nào? Tôi bỏ ra một E, B bỏ ra một E, điện tích trong. Khi cắt đứt ra đi sản phẩm, tôi sẽ lấy lại phần tôi, B sẽ lấy lại phần của B. Và lúc đó A sẽ mang dấu chấm, B sẽ mang dấu chấm. Thì A chấm B chấm này người ta gọi là gốc tự do. Và gốc tự do này sẽ tham gia phản ứng thế gốc hoặc là cộng gốc. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu các bạn là độ bền của các carbon ba chi ông hoặc là ba nhông gốc tự do này như trong trường hợp nào. Để chút xíu nữa sang phản ứng thế thì mình sẽ biết là ở đối với ba ưu tiên thế SN1 hay SN2. Thì đầu tiên nói đến độ bền của các tiểu phân sẽ phụ thuộc vào cấu trúc electron. Mật độ điện tích trên carbon ba chi ông, carbon ba nhông càng giảm, tức là điện tích âm hoặc điện tích dương của nó càng nhỏ, càng giảm thì năng lượng của chúng càng thấp, thấp thì mới bền. Còn nếu trường hợp mà một lý do nào đó làm tăng điện tích dương lên, tăng điện tích âm lên, làm cho cái gì đây, cặp bô ca treo, cặp ba nhông của nó kém bền. Còn bây giờ một lý do nào đó làm giảm của nó xuống, giảm điện tích nó, mật độ điện tích âm nhỏ, điện tích dương nhỏ, và như vậy nó sẽ tồn tại, nó sẽ bền trong quá trình phản ứng. Vậy cặp bô ca treo bền khi nào? Thì người ta nói là bây giờ nó đang mang điện tích dương, vậy bây giờ để cho giảm cái điện tích dương của nó xuống, thì các bạn thì đây xung quanh nó có càng nhiều nhóm như đây, nhóm đẩy. Thì tức là nó ra điện tích dương của nó càng được giải tỏa thì càng bền. Vậy muốn giải tỏa đang dương phải bớt dương lại thì các bạn thì đây, đinh xung quanh nó càng nhiều nhóm đẩy thì điện tích dương của nó được giải tỏa. Đó, thì người ta nói là hiệu ứng cảm dương Y và dương C nhóm đẩy sẽ làm cặp bô ca treo bền vững hơn. Tôi đang rất thiếu, nhớ cô giấu dương và giấu đang rất thiếu. Vậy thằng cho sẽ làm tôi bớt thiếu lại. Cho tức là nhóm đẩy nha. Các bạn thấy này, thằng này nha là cặp bô ca treo, thằng này cặp bô ca treo nhưng mà được thằng xếp ba cho nha. Thằng này tới hai thằng cho lận, hai xếp ba cho lận. Thằng này tới ba nhóm xếp ba cho lận nha. Vậy thằng ba, thằng xếp ba đẩy thì điện tích dương này được giải tỏa nhất, là vậy nó kém bền nhất nha. Còn thằng xếp ba của mình C này mang điện tích dương, xung quanh nó thằng H, thằng H không cho không gì hết, Y bằng không nha. Như vậy ở đây điện tích dương của nó không được giải tỏa và như vậy nó kém mềm nhé.
anh nó nhỏ nhất, anh thấy không? Y chang vậy ha. Trong trường hợp hôm nay nha, CH3 của mình kém bền hơn CH6H5 CH2 cộng. Vừa nãy cô nói rồi, đối với trường hợp mà CH2 cộng mà gắn trực tiếp vào vòng thơm thì cái vòng thơm của mình là gây hiệu ứng liên hợp đó. Đó, thấy không? P sigma P chống, đây là P chống này. Thì lúc đó thì đây, điện tích dương này đây, trong vòng benzen của mình sẽ đẩy ra ngoài. Đó, thằng này thiếu điện tử trong trong vòng liên hợp của mình đẩy ra nha. Và như vậy lúc đó thì đây, điện tích dương của nó thì đây thằng vòng benzen được giải tỏa một phần. Đó, và thằng này bạn thấy hai thằng C6H5 ha, hai thằng đẩy đẩy cho thằng CH2 cộng ha, giải tỏa hơn. Ba thằng C6H5 đẩy ra. Và như vậy bạn thấy như đây thằng này giải tỏa nhất, và như vậy thằng này bền nhất. Còn thằng này là gì đây? Y coi như vòng không, không được giải tỏa. Ha. Trong trường hợp này vòng benzen trở thành lẫn đạn. Rồi cạc bao nhiêu bền khi nào? Cô nói rồi, đang âm. Thì một lý do đó là giảm đến tích âm lại thì xung quanh nó có càng nhiều nhóm phúc thì càng bền. À, và hiệu ứng trừ Y trừ C sẽ làm tăng mật độ, tăng độ bền của cạc bao nhiêu. Đó, bởi vì tôi đang dư điện tử ha, được thằng khác lấy đi, tôi bớt dư lại tôi sẽ bền hơn. À, và các bạn thấy này, thằng CH3 này ha, không ai hút hết. Thằng này tới hai thằng CH3 trở thành nhóm rút này. Đó, thằng C6H5 trong trường hợp này đó, trong trường hợp này bạn thấy điện tích dương này sẽ giải tỏa cho mấy thằng này, cho hai thằng vòng bên đây. Nó cái hiệu liên hợp P sigma ha, điện tích âm của nó là điện tích dầu điện tử sẽ cho vòng thơm. Đó, cho vòng thơm. Và như vậy điện tích dương được giải tỏa. Là giải tỏa cho hai thằng được nhiều hơn một thằng. À, thằng này không giải tỏa cho ai cả. À, hoặc các bạn thấy cái này cho cô này. Thằng này điện tích này, mà thằng này gì đây? C2H5 là đại điện tử. Như vậy kém bền. Còn thằng này là hút rút điện tử. À, rút điện tử là cho này bền hơn. Thằng này hai nhóm rút. À, hai nhóm rút sẽ làm cho thằng điện tích âm này chặt tả hơn, bền hơn. Đó, mình hiểu như vậy. Còn gốc tự do, gốc tự do bền khi nào? À, nó cần như trang với cạc bôn ba chi ông. Bền khi gắn với các nhóm ankin, nhóm arin. Ankin này nó có gốc no, arin là cái gì đây? Những cái vòng benzen đó nha. Còn benzen có thể là nhóm thế hoặc không nhóm thế, nhưng lại khá nói chung là cái gì đây? Hợp chất của vòng benzen. Nhóm thế có Y, C và H. À, trong cái vòng benzen này sẽ làm tăng độ bền của gốc lên. Như bạn thấy không? Xung quanh nó có nhiều gốc ankin mà, nhiều gốc ankin này, nhiều gốc ankin thì cạc bộ hay gì đây, gốc tự do sẽ bền hơn. À, hoặc xung quanh có nhiều gốc arin vòng benzen á, à, thì sẽ bền hơn. Còn nó giống như chen thì cạc bộ có chen, giống như cô như vậy. Bắt đầu sang đến phản ứng thế. Nè, phản ứng thế ký hiệu là chữ S. Đó, thì đi từ xuất phát của tiếng Anh đây. Là phản ứng trong đó một nguyên tử hay một nhóm nguyên tử trong phân tử được thay thế bằng một nguyên tử hay một nhóm nguyên tử khác, lại khá là nhiều một thằng đi ra một thằng đi vào thay thế. Nha. Đó, thì thằng này bạn thấy clo đi ra, OH đi vào. Thằng này dưới đây, H đi ra, clo đi vào. Nha. Phản ứng thế. Đầu tiên mình nhận diện được. Rồi, phản ứng thế gốc tự do ha, ký hiệu là chữ SNR. Vậy bây giờ nên các bạn là đặc điểm để nhận diện đây là phản ứng gốc hay phản ứng thế SN hay phản ứng thế SE. Nhớ cho cô, gặp phản ứng gốc tự do thì trên mũi tên của mình có chữ ánh sáng hoặc chữ peroxis. Nha, trừ trường hợp của nhóm halogen mà có brom thì có ghi chữ T độc hoặc là iô T độc. Ha, bởi vì halogen là phản ứng đặc trưng của nó, phản ứng thế halogen đó, à, thế gốc tự do rồi. À, thông thường trên mũi tên của mình có chữ ánh sáng hay chữ HF. À, peroxid thì đây, thấy xác định cho cô phản ứng thế, thế là thế gốc. Rồi tiếp, phản ứng thế điện tử SE khi nào? E của mình là thế trên nhân thơ. Và nhớ cô là thế trực tiếp nha, thế trên nhân thơ. Có nghĩa là cái nhóm thế của mình gắn trực tiếp trên nhân thơm. Và điều kiện thứ hai là cái nhóm gắn vô phải là mang điện tích dương.
Đó, thì đây là hai cái đặc điểm để nhận diện, đây là phản ứng thế Erythrophil lên thế SNE. Đó, nhận diện thế gốc là gì? Nhận diện thế gốc SNE là gì? Còn lại chính là phản ứng thế nu của neurotin. Trong đó Y trừ của mình sẽ là tác nhân ái nhân, à, mang điện tích âm thì thích điện tích dương, dương thì gọi là ái nhân ha. Còn đây phản ứng thế thế trực tiếp trên nhân thơm, và cái nhóm gắn vô sẽ mang điện tích dương. Bởi vì tránh trường hợp một số bạn ha, trong một bài tập vừa sau có thể tôi sẽ cho các bạn, đó là gì đây, trong trường hợp các bạn là gì đây, ví dụ cờ lo đó, người ta kêu thế nào hát điều kiện tê đậu gì đó, xuất tác gì đó, và cuối cùng sản phẩm của mình đó, các bạn ghi cho dễ OH cộng với nào xem là, và các bạn nhầm tưởng đấy là phản ứng thế gì đây SE là sao, tại sao, bởi vì cái nhóm gắn vô là OH trừ là gốc nu của neutrophil. Đó thì cô nói là phản ứng thế ái điện tử là phản ứng thế trên nhân thơm, và phải thêm cái điều kiện là cái nhóm gắn vô phải là mang điện tích dương thì mới được gọi là phản ứng thế Erythrophil. Còn lại những trường hợp khác không phải là SNG, không phải là SE, còn lại là SN. Rồi, cô giới thiệu sơ thôi, phản ứng thế gốc tự do là gì? Đó, thì đối với trường hợp peroxide, đây là peroxide này. Đây là chữ peroxide nha, khi cắt đứt nè, nó tạo ra gốc tự do. Hoặc đối với cái clo ánh sáng sẽ tạo ra hai gốc tự do. Đó. Thì cô sẽ nói nhờ phản ứng gốc tự do của mình sẽ ra ba giai đoạn. Hồi phổ thông mình đã học rồi. Giai đoạn đầu tiên gọi là giai đoạn gì đây? Giai đoạn khơi mào. Dưới tác dụng của ánh sáng ha, clo của mình sẽ như là cắt đồng ly, tạo ra gốc tự do. Sau đó giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì đây? Giai đoạn phát triển mạch. Nó phát triển mạch, tức là gì đây, cờ lo chấm này sinh ra ha, sẽ tấn công vào hợp chất ankan của mình, tạo ra cái gốc ankin chấm ha. Sau đó ankin chấm này lại tiếp tục phản ứng với phân tử cờ lo thứ hai, tạo ra hợp chất sản xuất halogen, cộng với gì đây, cờ lo chấm xuất hiện y chang vậy. Cờ lo chấm lại phản ứng với gì đây, NH, lại tiếp tục tạo ra NR gì đây, CL, cộng với gì đây, NR chấm cộng HCl. Y chang với NR chấm của mình lại tiếp tục phản ứng với này gì đây, halogen, lại tiếp tục tạo ra một cái chuỗi người ta gọi là phát triển mạch nha. Do đó đối với những phản ứng xảy ra gốc tự do, người ta rất là sợ nếu không có tác nhân tắc mạch nha, thì như vậy cái gốc này nó sẽ xảy ra mãi mãi không có điểm dừng. Và như vậy ví dụ các bạn thấy là người ta hay nói là uống cái thuốc này để chống gốc tự do, để nó ngăn chặn cho phản ứng gốc tự do nó không xảy ra nữa nha. Thì như vậy lúc đó thì đây cơ thể của mình bớt bị lão hóa ha, bớt những cái phản ứng gì đây không cần thiết, không phản ứng tốt cho sức khỏe ha. Đó, do đó nhớ cô, phản ứng là phản ứng phơi màng, phản ứng phát triển mạch, còn phản ứng cuối cùng là giai đoạn tắc mạch. Tắc mạch là gì? Tức là ví dụ như thằng CN chấm cộng CL chấm để tạo ra clo, NR chấm cộng NR chấm tạo ra gì đây, NR NR, hoặc NR chấm tức là làm cho cái gốc này chỉ mất hết, à, tạo ra NRCCL. Đó, thì nếu trường hợp mà các bạn biết rồi, các bạn ăn sản phẩm hay ăn uống những sản phẩm chất chống oxy hóa thì nó sẽ ngăn không cho phản ứng thì đây gốc tự do xảy ra, và như vậy cơ thể mình sẽ gì đây, không bị lão hóa. Các bạn thấy người ta sẽ giới thiệu một cái sản phẩm uống mà làm đẹp đó, à, là người ta kêu là ngăn gốc tự do, thì ngăn gốc tự do để cho những cái phản ứng gì đây, phản ứng có hại cơ thể của mình sẽ dừng lại, nó sẽ trung hòa bớt cái gốc tự do. Đó, chị yêu cầu bạn hiểu là phản ứng gốc tự do sẽ ra ba giai đoạn đó, giai đoạn khơi mào là dưới tác dụng của ánh sáng hoặc peroxide tạo ra gốc tự do, và giai đoạn phát triển mạch cứ gốc tự do sinh ra lại tạo ra gốc tự do mới, gốc tự do mới lại tạo ra gốc tự do mới nữa, à, và như vậy là tạo ra một cái chuỗi, à, và giai đoạn đó là giai đoạn gì đây, phát triển mạch. Còn giai đoạn thứ ba, giai đoạn tắc mạch, tức là gốc tự do sẽ gặp gốc tự do để gì đây, tắc đó. Rồi xem phản ứng thứ hai là phản ứng thế ái nhân. Trong phản ứng thế SN của mình ha, là sẽ có hai loại phản ứng. Thứ nhất là phản ứng gì đây, SN1, SN2 nha. Vậy SN1 là gì và SN2 là gì? Thì người ta nói phản ứng thế SN1 là phản ứng nu cơ nê thế, nu cơ nê phin số 1 là đơn phân tử,
Số 2 này lên thế nu và nu phiên lữ phân tử, ai là lữ nha. Phải bắt đầu so sánh sự khác biệt giữa đơn phân tử và lữ phân tử khác nhau với điểm. Thì tiếp theo như cô này, phản ứng thế ái nhân lữ phân tử là SN2. Phản ứng xảy ra một giai đoạn nha. Và giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn chuyển tiếp. Tức là trong cái giai đoạn SN2 này mình có giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn chuyển tiếp là gì đây? Liên kết cũ RX chuẩn bị đứt, liên kết NRY chuẩn bị hình thành nha. Và giai đoạn chuyển tiếp này có mặt của cả hai chất NRX và Y nha, có mặt của cả hai chất. Và người ta gọi là phản ứng thế nucleophilic lưỡng phân tử. À, sau đó giai đoạn nhanh là gì đây? X cắt đứt ha, liên kết RY hình thành. Và nhớ cho cô là giai đoạn chậm là giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng. Còn phản ứng thế đơn phân tử mình hiểu như nào? Là NRX. Đó là phản ứng xảy ra gì đây? Hai giai đoạn. Phản ứng xảy ra hai giai đoạn. Trong đó giai đoạn chậm là giai đoạn tạo ra cạn mô cation. Thế đó, nếu cạn mô cation của mình được giải tỏa nha, thì nó sẽ bền, nó sẽ tồn tại trong phản ứng. Và như vậy thì đây phản ứng dễ xảy ra. Còn giai đoạn nhanh là cạn mô cation sinh ra sẽ kết hợp với tác nhân Y trừ để sinh ra sản phẩm cuối cùng. Và giai đoạn chậm, giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng chỉ có một chất tham gia thôi. Và một chất này người ta là phản ứng thế nucleophilic đơn phân tử. À, đúng như vậy. Tóm lại, phản ứng lưỡng phân tử là gì? Là phản ứng trong giai đoạn chậm, là giai đoạn chuyển tiếp, là có mặt của hai chất cùng tham gia, tức là liên kết cũ chuẩn bị đứt, liên kết mới chuẩn bị hình thành nha. Và giai đoạn nhanh là gì đây? Phản x đứt ra, phản y hình thành liên kết mới hoàn toàn. Còn giai đoạn gì đây? Phản ứng thế nucleophilic đơn phân tử xảy ra hai giai đoạn. Một hai giai đoạn này rõ là rõ rệt nha. Giai đoạn chậm tạo ra cạc mô cation, giai đoạn nhanh cạc mô cation kết hợp với tác nhân để sinh ra gì đây? Sản phẩm. Và giai đoạn chậm là giai đoạn chỉ có một chất, còn có giai đoạn gì đây? Chậm giai đoạn có một chất tham gia nha. Và giai đoạn là phản ứng thế nucleophilic đơn. Đó, thì đây là phản ứng lữ phân tử, ta nói giai đoạn chậm là có mặt của hai tiểu phân. Và mình hiểu ở trạng thái chuyển tiếp liên kết cũ chuẩn bị sắp đứt, liên kết mới sắp hình thành. Và tác nhân OH trừ tấn công vào carbon từ phía xa nhóm clo. Thật ra trong chương trình của mình không có nói, nhưng mà bạn đi chuyên sâu về á, thì những phân tử có chứa carbon C xa của mình là carbon gì đây? Carbon bất đối thì có sự thay đổi cấu hình. Tại sao vậy? Bởi vì cái OH của mình tấn công một phía ngược lại nha, mà như vậy sản phẩm của mình sẽ có sự thay đổi. Ví dụ các bạn như cô này, công thức ban đầu của mình là 1 này, 2 này, 3 này, nhóm thế nhỏ nhất là nên đứt này, đọc bình thường 1, 2, 3, NR. Rồi sản phẩm sau đó OH tấn công một phía bên kia, xem sản phẩm có sự khác nhau gì không? 1, 2, 3. À, và cái H của mình vẫn là nét đứt nè, đây là S. Và các bạn thấy này, à, NR sau đó sản phẩm cuối cùng là S. À, do cái nhóm thế nó tấn công phía bên kia. Nó khi nào mà đi thi phần chuyên sâu, người ta sẽ hỏi các bạn xác định cấu hình RS thì các bạn cứ làm bình thường thôi. Các bạn chỉ cần nhớ cô là gì đây? Sản phẩm có sự thay đổi cấu hình. Rồi đối phản ứng thế ái nhân đơn phân tử là SN1 ha, liệu nó có giống gì với cái kia hay không? Thì giai đoạn chậm có sự tham gia của một tiểu phân nha. Ví dụ các bạn thấy này, giai đoạn chậm tạo ra cạc mô va treo. Thì nhìn vào đây các bạn có thể giải thích cho cô gì đây? Giữa gốc bậc 3, gốc bậc 1 thì ai dễ xảy ra hơn? Cô nói rồi, nếu mà làm một lý do nào đó để ra cái gốc tạo bộ cho mà nó bền nha, thì như vậy nó sẽ gì đây? Nó sẽ bền, nó sẽ được giải tỏa và như vậy sẽ tồn tại, và như vậy phản ứng sẽ dễ dàng xảy ra. Thì bạn thấy này, giữa gốc bậc 3 gốc bậc 1 nha, thì cạc bô qua chiêng của gốc bậc 3 sẽ bền hơn. Lý do tại sao? Vì có 3 nhóm CN3 đẩy
Diện tích dương được giải tỏa. Giải tỏa thì nó thì sẽ bằng. Còn đối với trường hợp mà dây góc bậc 1 ha, xét 3 cộng ha, diện tích dương không được giải tỏa như vậy kém bằng. Ha, như đó, đối với trường hợp góc n n là 1 mình sẽ có trường hợp như đây, thiên về góc bậc 3 hay thiên về góc bậc 1. Thì nát nữa mình tính. Bây giờ mình chỉ biết được cô gì là giai đoạn nhanh là carbon ba chéo này sẽ kết hợp với OH trời sẽ là sản phẩm. Các bạn biết rồi, đối với trường hợp carbon ba chéo là mặt phẳng như thế này. Nó có cấu trúc phẳng ha, OH có thể tấn công về cả hai phía, phía bên trái hoặc phía bên phải. Nha, nếu tấn công ở phía bên trái sẽ có cấu hình khác, tấn công từ bên phải qua sẽ có cấu hình khác. À, và như vậy các bạn sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm. À, trong trường hợp mà lấy trường hợp còn carbon bất đối á thì các bạn sẽ tạo ra hỗn hợp sản phẩm có cấu hình ngược nhau. À, bên trái thì có cấu hình khác, tấn công từ bên phải cấu hình khác và các bạn sẽ hỗn hợp ra silicon. Do đó phản ứng thế SN2 thì SN1 khác. SN1 cho có giai đoạn cạn ra carbon ba chéo nha, giai đoạn cái gì đây, cái tác nhân của mình có thể tấn công về cả hai phía tạo ra hỗn hợp sản phẩm ra silicon. Thì tuần trước học racemic là gì? 50 đồng phân phần trăm đồng phân thì đây, đồng phân quay trái. 50 đồng phân quay phải. À, và tạo ra hỗn hợp racemic. Đó, thì cái này để các bạn tham khảo phiên sau thôi. Còn trong chương trình của mình chỉ yêu cầu bạn nhận diện cho cô phản ứng này xảy ra cơ thể ES, SN1 hay SN2. À, thì từ vừa nãy cô đã giải thích cho các bạn rồi. Đối với gốc bậc, đối với trường hợp SN1 là có giai đoạn tạo ra carbon ba chéo. Do đó đối với gốc bậc 3 sẽ bền hơn. Do điện tích dương của nó được giải tỏa. Nha, do đó đối với gốc bậc 3 thì sẽ ưu tiên thế SN1. Đó, chỉ cho SN1. Đó lưu cho cô, bậc 3 thì sẽ là SN1. Bậc 1 do carbon ba chéo nó không có bền nên nó sẽ không xảy ra theo cơ chế SN1 được, mà nó sẽ xảy ra theo cơ chế gì đây, SN2. Đó, tóm lại bậc 1 chỉ xảy ra SN2, bậc 3 chỉ xảy ra SN1, và chỉ cần nhớ cô SN1 là có giai đoạn tạo ra carbon ba chéo thì bậc 3 sẽ được giải tỏa điện tích dương và như vậy nó sẽ xảy ra cơ chế SN1. Còn gốc bậc 1 ha là gì đây, chỉ có một gốc bậc một của mình thì như đây nó không bị ảnh hưởng không gian, do đó thì liên kết giai đoạn chuyển tiếp dễ dàng xảy ra và như vậy nó sẽ so phản ứng xảy ra cơ chế SN2. Còn đối với gốc bậc 2 nó xảy ra ba cơ chế nào, có thể vừa cơ chế SN1, có thể vừa cơ chế SN2, tùy thuộc vào môi trường phản ứng. Nếu môi trường phân cực thì carbon ba chéo của nó sẽ được giải tỏa bởi môi trường và như vậy lúc đó thì đây nó sẽ ưu tiên thế SN1. Còn nếu mà gì đây, môi trường không phân cực à, thì sẽ ưu tiên thế theo cơ chế gì đây, SN2. Nha, giờ đón lưu cho cô. Và tóm lại cô nhắc lại này. Phản ứng thế nuclein gốc bậc 3 chỉ cho SN1, gốc bậc 1 chỉ cho SN2, và gốc bậc 2 cho cả hai cơ chế. Nếu môi trường phân cực thì điện tích dương carbon ba chéo được giải tỏa bởi môi trường phân cực và như vậy nó sẽ cơ theo cơ chế SN1 là môi trường phân cực. Còn xảy ra cơ chế SN2 là xảy ra trong môi trường không phân cực. Đó. Nhìn vào đây bạn thấy này, tẹt là góc bậc 3 này, metin là góc bậc 1. Đó. Thì tẹt của mình sẽ ưu tiên thể SN1. Metin của mình là góc bậc 1 sẽ ưu tiên thể SN2. Rồi, đặc điểm của phản ứng thế ái nhân là tác nhân OH là đại khái là những cái tác nhân mà người thích ẩm, và tính ái nhân thường đồng biết với tính bao giờ. Dung môi phân cực ưu tiên thế SN1, à, đặc biệt với gốc bậc 2. Còn dung môi không phân cực sẽ ưu tiên thế SN2. Rồi tiếp theo là phản ứng thế electrophil. Electrophil ghi là chữ E thì cô nói rồi, đặc điểm của nó là thế trên nhân thơm. Và cái E của mình gắn trực tới nhân thơm và điều kiện thứ hai là E của mình phải mang điện tích dương. Nha, đến đến khi nào học cái phần aren có một số phản ứng đặc trưng nó như phản ứng gì đây? Phản ứng nitro quá.
nhớ cô nha, HONO2 có mặt trong môi trường axit thì lúc đó nó tạo ra gì đây, NO2 cộng. NO2 cộng là sẽ tấn công trực tiếp trên nhân thơ nha, tạo ra phản ứng nitro hóa. Thì đây là phản ứng như này, thế SE y chang vậy. Các bạn thấy này, khi đến vừa nãy cô đã giải thích cho các bạn tại sao nhóm đại thì tập chỉ đây, thì ở vị trí octo, vị trí para giàu điện tử, giàu điện tử thì thằng mang điện tích dương của mình ở đây tấn công vào vị trí octo para dễ hơn. Cái đó nếu trường hợp các bạn xác định cái nhóm có sẵn là nhóm đẩy thì các bạn sẽ ưu tiên thế vị trí octo, vị trí para. Đến cái phần aren hợp chất thơ của mình sẽ học kỹ hơn. Rồi phản ứng tách loại, tách loại của mình sẽ có E1 và E2 thì cũng giống như trang đối với phản ứng thế nung của neutrin đơn phân tử hoặc là dưới đây SN2 thì đối với tách E1 của mình cũng vậy. Tách E1 của mình là sẽ xảy ra gì đây, xảy ra giai đoạn chuyển tiếp, E2 của mình sẽ ra giai đoạn chuyển tiếp giai đoạn chuyển tiếp của mình có mặt của hai chất cùng tham gia mình có sẽ tách gì đây. Thì mình sẽ có phản ứng tách E2 chút xíu của nó kỹ. Bây giờ các bạn sẽ nhận riêng cô phản ứng tách là gì? Từ 1 ra 2 nha, là phản ứng tách. Các bạn thấy có sự thay đổi gì đây? Lai hóa. Thằng này là SP3, sau khi tách xong có tạo ra gì đây? Lai hóa khác là SP2. Ý chang vậy là lai hóa SP3. Sau đó mình có sự thay đổi cấu phần. Thay đổi lai hóa của mình đó. Thì từ 1 ra 2 là phản ứng tách. Từ 1 ra 3 là phản ứng tách luôn nha. Các 3 giờ mình hay sử dụng đó là O trừ, NRO trừ. Các bạn thấy rồi, trong môi trường như OH trừ hoặc là 3 giờ mạnh, đầy độ. 3 giờ của mình có thể là OH trừ, có thể là gì đây, một cái gốc muối của gì đây, của acol đó. Thì là gốc 3 giờ mạnh. Rồi tách loại E2 thì giống như trang nãy có nói là giai đoạn E2 của mình giống như nãy là có giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn chuyển tiếp của nó có mặt của cả hai chất cùng tham gia tạo ra gì đây, thì mình sẽ có tách E2 là có một giai đoạn có hai chất cùng tham gia. Thì người ta nói phản ứng tách ngoại dễ xảy ra khi các nhóm bị tách ở vị trí trăng ăn tiền với nhau. Thì thông thường đối với chương trình của mình học người ta sẽ không cho, người ta sẽ dùng thức phân tử hoặc là cấu trúc bình thường có thể xác định được. Bởi vì trong trường hợp này thì đối với công thức Newman thì nó hơi khó đúng không các bạn các bạn chỉ cần hiểu cho cô là gì đây. Khi các bạn tách HBr thì Br, Br có thể tách cùng hydro carbon bên cạnh. Nếu trường hợp mà đi sâu về phần cơ chế, đi sâu về phần hiệu ứng không gian thì brom với H của mình nó ở gì đây ăn ti với nhau thì dễ tách thôi. Nhưng mà trong trường hợp của mình thì ít xét tới nha. Mà chỉ xét tới trường hợp bình thường thôi. Không như trong các công thức Fischer. Công thức gì đây, công thức phối cảnh. Nó bị brom này, có thể tách cùng hydro này, ăn ti nhau dễ thôi. Thì các bạn chỉ hiểu vậy thôi. Còn cơ chế tách E1 là cái gì? Nghe chữ E1 chúng ta phản ứng tách nha, đơn phân tử. Y chang vậy ha, phản ứng cơ chế tách E1 của mình cũng có giai đoạn tạo ra carbocation. Thì cũng giống như anh nhỉ, các bạn hiểu. Giữa gốc bậc 3, gốc bậc 1 thì gốc nào sẽ ưu tiên theo cơ chế tách E1? Thì đó, muốn tạo ra carbocation bền để nó tồn tại nha, để ra giai đoạn chậm thì tất nhiên gốc bậc 3 carbocation sẽ bền hơn và lát nữa mình cũng ghi trang vậy, lát nữa bài tập của mình và thầy gốc bậc 3 và thầy phản ứng tách thì sẽ ưu tiên tách E1. Đó, bậc 1 của mình, gốc bậc 1 sẽ ưu tiên tách E2. Đó, sau đó carbocation của mình sẽ tách ra tạo ra sản phẩm. Cô ơi, sao cô giảng từ từ luôn, cô có nói nhanh quá em không kịp. Về nhà đọc lại, nghe lại. Thì bây giờ trễ giờ rồi. Thì bây giờ khá là giống như trang bài vừa nãy nha. Là E1 của mình nha. Thì trong này cô đã viết hết trong slide của mình rồi. Là E1 của mình có phản ứng xảy ra hai giai đoạn. Được chưa? Giai đoạn 1 là giai đoạn tạo ra carbocation. Đó, carbocation. Vậy carbocation mình nó để nó bền
thì nó phải là có bậc mấy, có bậc ba nha. À, thì giống như vừa nãy carbon này của mình này có ba nhóm đẩy thì cái điện tích dương của nó được giải tỏa và như vậy nó sẽ bền. À, thì đó giống như Trang vừa nãy tách em một phản ứng thế SN1 thì tách em một cũng ưu tiên phản ứng gốc bậc mấy, gốc bậc ba. Một chút xíu nữa thành ví dụ mình nói kỹ hơn. Đó thì các bạn thấy này, đây gốc bậc ba, à thì ra đó tạo ra cặp bộ ba chồng. Đó các bạn thấy này, không những thế các bạn thấy là vừa hiệu ứng đẩy dương y, ba nhóm này dương y, còn thêm hiệu ứng gì đây, siêu hợp nữa. Đó, thằng C bên cạnh C liên kết bộ hoặc C có gì đây mang điện tích dương, có CH thì cái CH này hiệu ứng siêu hợp. Do đó cái điện tích dương là được bền, được giải tỏa. À. Rồi sau đó cái cặp bô ba trong mình sẽ tách thì đây, tách H cộng. À, để T sinh ra thì đây, thay đổi cấu hình. À, đại khái là thay đổi lai hóa của mình đó. Các bạn sang ví dụ cụ thể các bạn thấy rất là rõ nha. Rồi tiếp theo là quy tắc giai xếp. Hướng tách của phản ứng của mình sẽ có hai cơ chế tách. Tách giai xếp và tách hốt men. À, có thể từng phổ thông thì đã từng nghe rồi. Bây giờ tách hốt men là gì? Giai xếp là gì? Thì từ từ tính. Rồi bây giờ mình có dẫn xuất bậc 1. Thì thường chỉ cho một sản phẩm duy nhất khi tách. Ví dụ các bạn biết rồi. Brom tách cùng với hydro của carbon bên cạnh. Ha, carbon bên cạnh của thằng C gắn với brom và thằng CH2. Còn hydro. Nha. Thì tạo ra nên trong khi tách thì sẽ hình thành đối đôi tại đây. Đó. Mình chỉ có một trường hợp duy nhất tách thôi. Nếu trường hợp mà đối với dẫn xuất bậc 2, bậc 3 mà cho nhiều hơn một sản phẩm, vậy mình sẽ lựa chọn sản phẩm nào là sản phẩm chính. À, nhìn kỹ vào cho cô này. Ví dụ brom nằm ở đây, có thể tách cùng hydro carbon bên phải, cũng có thể tách cùng hydro carbon bên trái. Vậy tách theo hướng nào sẽ được lựa chọn nhiều hơn? Thì có hai hướng tách. Một cái tách giai xếp, tách giai xếp là brom tách cùng hydro carbon bên trong thì tạo ra nối đôi nằm trong trong mạch, đó là tách giai xếp. Còn brom tách cùng hydro của carbon bên ngoài, à, để tạo ra gì đây, anken đầu mạch, người ta gọi là tách hốt men. Vậy giữa giai xếp và hốt men ai sẽ là sản phẩm chính? À, thì quy tắc phản ứng tách loại sẽ cho phản sản phẩm mà carbon của nối đôi liên kết với nhiều nhóm ankin nhất. Đại khái ngày xưa học phổ thông nha, mình không hiểu gì hết, các bạn chỉ nghe giáo viên nói gì đây, liên kết đôi nằm trong mạch sẽ bền hơn liên kết đôi nằm đầu mạch. Vậy bây giờ mình học mình hiểu rồi, mình có thể giải thích tại sao giữa sản phẩm giai xếp và hốt men ai sẽ là sản phẩm chính nha. Thì các bạn khoanh lại cho cô này, xác định cho cô có hiệu ứng siêu hợp. Thì các bạn xác định cho cô H alpha nha. Thì thằng C bên cạnh thằng C liên kết bộ có CH nha. Thằng này có tới 3 nhóm CH lận và cô nói là đây là có 3 H alpha, đúng rồi, cô nói rồi. Thằng C này có 3 hydro, bên cạnh thằng C liên kết bộ có 3 H alpha. Các bạn đếm cho cô số H alpha và tổng đối phân tử này các bạn sẽ có 6 H alpha. Còn đối thằng này thì sao? Các bạn sẽ khoanh tròn cái liên kết đôi lại và các bạn quan tâm cho cô thằng C bên cạnh thằng C liên kết bộ. Trong trường hợp hôm nay chỉ có CH2 bên cạnh thôi, bạn có 2 H alpha. Yeah. Vậy trong trường hợp hôm nay một cái 6H alpha, một cái 2H alpha thì chắc chắn là 6H alpha gây ứng sinh hợp mạnh hơn, như vậy liên kết bộ của nó bền hơn. Đó. Và như vậy các bạn hiểu ra đây là sản phẩm chính, đây là sản phẩm phụ. Đó, thì đối với quy tắc thì người ta nói gì đây, sản phẩm mà nối đôi liên kết với nhiều nhóm ankin nhất. Còn không thì cô chỉ cho bạn cách H alpha là bạn dễ hình dung nhất. Nhìn vào đây các bạn thấy này. Đó. Đây có một gốc ankin, đây có tới hai gốc ankin ha, như vậy cái gốc này sẽ bền hơn, hoặc mình so sánh tới H alpha. À, thì đến phần anken mình sẽ học kỹ hơn rất nhiều. Rồi khi gốc NR bậc 1, bậc 2 à, của NRX có chứa nhiều nhóm thế kích thước lớn, tác nhân 3 giờ có kích thước lớn hơn. Ví dụ các bạn gặp một cái 3 giờ cồng cành. À, gốc NR của mình là gốc bậc 1, bậc 2 nhưng mà dưới đây chứa nhiều nhóm thế kích thước lớn. Thì các bạn sẽ ưu tiên sản phẩm tách là tách hốt men hay là giai xếp. Các bạn nhìn đây cô này, cái gốc này có tới 3 nhóm CH3 rất là cồng kềnh.
và xung quanh này có bậc 2 này nha, bờ rôn của mình ha, xung quanh nó bị ám hướng gian bởi nhóm xếp 3, xếp 3. Thì như vậy bờ rôn có thể tách cùng hydro carbon bên ngoài hay bờ rôn có thể tách cùng hydro carbon bên trong. Nếu trường hợp mà một nhóm 3 giờ của nó nhỏ mà tấn công vô vị trí này rất là dễ, nhưng bây giờ đây cái nhóm này rất là cồng cành, cồng cành thì như vậy đây để đi qua đây này, vượt qua ải đẻ xếp 3, vượt qua đẻ bờ rô ha, tấn công vô rất là khó. Và như vậy nó sẽ gì đây, sẽ tấn công nằm phía bên ngoài dễ hơn, bên ngoài thì không bị ảnh hưởng không gian ha. Và như vậy lúc đó nếu trường hợp mà cái mốc 3 giờ của mình là gốc lớn cồng cành, hoặc là xung quanh cái gốc bờ rô của mình ha, nó có nhiều nhóm thế cồng cành nữa, thì mình sẽ cho sản phẩm chính của mình ưu tiên là tách bên ngoài, bởi vì ăn ngoài ít bị ăn ướt không gian hơn nha. Đó thì các bạn thấy này, bờ rôn có thể tách cùng đây tạo ra ăn ken nằm trong, bờ rôn có thể tách cùng cho cọc bên trái tạo ra ăn ken đầu mạch. Thì trong trường hợp hôm nay thì sản phẩm nằm đầu mạch là sản phẩm ưu tiên. Đó. Thì thông thường nha, ăn ken nằm trong mạch sẽ được ưu tiên, nhưng mà trong trường hợp này là trường hợp ngoại lệ, là do cái gốc 3 giờ nó cồng cành. Thì người ta nói là nếu 3 giờ của mình là CH2O trừ, nói gì đây, nó ít cồng cành, như vậy là khả năng được tấn công ở đây cũng dễ hơn. À, thì sản phẩm chính của mình là sản phẩm dai xét. Đó, thì đây là sản phẩm gì đây, sản phẩm dai xét. Đó, đây sản phẩm gì đây, sản phẩm hút men. Các bạn thấy là 3 giờ cồng cành thì ưu tiên sản phẩm hút men. Còn thông thường mình sẽ có sản phẩm dai xét, sản phẩm chính. Thì tới khi nào ăn kem mình sẽ nói kỹ hơn. Thì tóm lại đến nối phản ứng tách, các bạn nhớ cô là tách của mình có hai loại tách, tách E1, tách E2. Tách E1 gặp ở gì đây, gốc bậc mấy, gốc bậc gì đây, gốc bậc 3. E2 của mình gặp ở gốc gì đây, gốc bậc 1. À, bởi vì gốc bậc 3 của mình ha, tạo ra cạc mô qua chiêu của nó sẽ tồn tại, bởi vì E1 của mình tại đây tạo ra cạc mô qua chiêu, gốc bậc 3 sẽ mềm hơn. Còn đối với gốc bậc E2 của mình là giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn chuyển tiếp thì đối với gốc bậc 1 ha, sẽ dễ xảy ra không. Đó. Còn y chang vậy, đối với gốc bậc 2 xảy ra, có thể xảy ra cơ chế FE1, E2 giống y chang FN1. Thì tùy thuộc vào môi trường phản ứng, môi trường phân cực thì sẽ ưu tiên tách E1. Nếu mà gốc bậc 2 á, phân cực thì E1, không phân cực thì E2 giống y chang FN2. Tóm lại dạng nhiều, nhưng mà cuối cùng các bạn nhớ lại ít thôi. Còn cái đối với sản phẩm này thì mai sau để học phần ăn kem thì cô sẽ nói kỹ. Rồi phản ứng tổng hợp, ví dụ là chữ A cũng y chang vậy, chữ A này ví dụ là chữ này Edison nha, thì ví dụ là chữ A. Trong A của mình có 3 loại phản ứng ha, phản ứng gì đây, phản ứng cộng, gốc tự do. Mình có ANR, mình cũng có cộng AE, mình cũng có cộng AN. Vậy hãy cho bạn cái nhận diện đặc điểm, khi nào nhận diện ANR, khi nào nhận diện AE và khi nào nhận diện AN. Nè, thì đầu tiên phải hiểu phản ứng cộng là gì đã. Từ 2 tạo ra 1. Và các bạn cũng có sự thay đổi gì đây? Lai hóa này là SP2. À, xong cái cộng có thể là lai hóa SP3. Có thể là ban đầu là SP, sản phẩm của mình là SB, SP2. Cái khái năng có sự thay đổi lai hóa. Và các bạn thấy này, đó. Đang là nối đôi là SP2, à, sản phẩm cuối cùng của mình là SP2 tạo ra 1. Đó, phản ứng cộng. Vậy khi nào cộng AE, khi nào cộng AN? Đó. Thì cô cho bạn điểm nhấn này. Cộng AR khi nào xác định cho cô phản ứng cộng mà có sự tham gia của chữ ánh sáng và peroxide. Đó, nhận diện đặc điểm trên mũi tên có chất xúc tác ánh sáng peroxide. Cộng hợp ái điện tử hay gọi là cộng hợp gì đây, thân điện tử ha. Còn là phản ứng cộng enitrophil cộng, phản ứng cộng AN là phản ứng cộng nucleophil, hoặc phản ứng cộng hợp ái nhân, hoặc phản ứng cộng hợp gì đây thân hạt thì cũng vậy không nha. Thì đặc điểm AE các bạn sẽ xuất hiện ở đâu, C nối đôi C và C nối 3 C. AN các bạn xuất hiện ở đâu, C nối đôi O. Nếu bạn đã nhận diện gì đây, đi thi người ta cho bạn đây là phản ứng chỉ cộng gì,
trả lời ngay và liền, đây là phản ứng cộng nu và neophin, đặc trưng của C nữa rồi. Y chang vậy ha, không nói gì hết, là dung dịch brom dung dịch clo thế đó. C nối đôi C đặc trưng là cộng A gì đây à, thì AE thì người ta nói là phản ứng tổng hợp đặc trưng của nối đầu, có thể là C nối đôi C, có thể là C nối ba C, cộng halogen cộng HX cộng nước và anken ha. Thì mai sau đấy anken mình lại học lại. Rồi quy luật cộng hợp, mình sẽ có quy luật cộng mắc cốt như cốt, và từ thời phổ thông mình đã có phản ứng cộng này rồi đó. Nếu dành cho C nối đôi C không đối xứng, H cộng sẽ tấn công vào carbon chứa nhiều hydro hơn. Thời phổ thông mình ít quy tắc, ít quy luật thì mình có thể nhớ, nhưng bây giờ mình đi học đại học rồi, rất nhiều thứ để nhớ ha. À, mình chỉ cần nhớ cho cô gì đây, hiệu ứng bên cạnh cái liên kết đôi là gì, xác định được chiều mũi tên thì mình không cần mắc cốt như cốt nữa. À, thì mình cũng ghi được sản phẩm chính. Ví dụ đối với cô, xác định cho cô hai thằng C này đều đang là hóa sp2, bản thân sp2 đạt độ ôm điện lớn, đều đang thiếu điện tử nha. Vậy đối thằng CH của mình bên cạnh có CH3, CH3 xác định cho cô nhóm đẩy, nhóm đẩy thì làm cho thằng CH bớt thiếu hơn, vậy mũi tên đi về phía CH2 hay là CH, thì cô nói rồi, mũi tên đi về phía thằng thiếu nhiều điện tử hơn, vậy thằng CH được CH3 đẩy, cho đó mũi tên đúng là mũi tên đi về phía CH2. Và cô chỉ cần xác định cho cô đây là thằng âm, đây là thằng dương nè. Âm dương thì lúc đó cộng HCl thì H cộng sẽ đi về phía thằng âm, Cl trừ sẽ đi về phía thằng dương, là các bạn có sản phẩm chính. Cái đó sản phẩm chính cô nói là đó, H cộng theo mắc cốt như cốt, đối với trường hợp mà bất đối xứng, H cộng sẽ tấn công vào carbon mang nhiều hydro hơn. Đó, thì như vậy mình phải nhớ được lúc mình vào, khi mình quên à, mình sẽ trả lời sai. Còn bây giờ mình chỉ cần xác định cho cô trường mũi tên là biết được xét sản phẩm. Đó, cái quan trọng nhất đối với trường hợp phản ứng cộng là mình sẽ biết được chiều mũi tên đi về phía carbon. Ví dụ các bạn có này, đó thì cô nói rồi đó, chiều mũi tên đấy này ấm này dương thì H cộng sẽ đi vào đấy, carbon mang nhiều hydro hơn. Đây chính là gì, đây sản phẩm chính, đây là sản phẩm, đây là sản phẩm phụ. Đó, đi thi người sẽ hỏi các bạn sản phẩm chính thôi. Đó, nhìn vào đây thì rất là kỹ nè, carbon qua treo vào đây các bạn thấy có hai set ba đẩy, hai set ba đẩy bị đi xương được giải tỏa, còn đối thằng này các bạn chỉ được có nhóm mà giải tỏa thôi, như vậy kém bền thôi. Thì quy tắc giai xếp vật nơ này, H cộng sẽ tấn công vào phía tạo ra cạc vô ca chung trang nhanh về nhất, chỉ có một số trường hợp ngoại lệ thôi nha. Ví dụ trường hợp mà các bạn xét từ hiệu ứng siêu hợp thì xét 3 hút đẩy mạnh hơn C2H5, cái này có 2 hero thôi, 2 H alpha, còn đây 3 H alpha, 3 H alpha đẩy mạnh hơn nha, cho đó làm cho CH bớt thiếu hơn, như vậy nó có mũi tên sẽ đi về phía thằng CH bên này thiếu nhiều hơn. Xác định cho cô chiều âm chiều dương là mình xét định cộng hấp luôn rồi. Còn nếu bình thường các bạn xét theo hiệu ứng cảm á, thì bạn thấy đây là 1C, đây là 2C, thì các bạn sẽ xét định cho cô gì đây, thằng 2C là đẩy mạnh hơn, và như vậy các bạn sẽ ngộ nhận một chiều mũi tên như thế đây. Đó. Thì thông thường đối với thằng cơ chế của mình, các bạn sẽ xét tới gì đây, hiệu ứng siêu hợp. Thì trong trường hợp mình đi thi thì chủ yếu các bạn trường hợp về quy tắc bình thường thôi nha. Rồi cộng hợp tái nhân, như cô đặc trưng là C nối đôi O. Nó chỉ cần xác định cộng và C nối đôi O, xác định cho cô cơ chế cộng nu của neophin. Đó, thì đối với trường hợp này các bạn xác định rất là rõ oxy rút điện tử, oxy mang đích âm, C mang đích dương. Đó, cộng với X này các bạn chỉ cần tách cho cô đầu âm đầu dương, X cộng đi về oxy, Y trừ sẽ đi về đây về phía carbon, thế là có sản phẩm. Đó, thì tới khi nào mình học tới bộ môn phần thì đây các nhóm cặp carbonin á ha, thì mình sẽ biết ở cộng này sản phẩm tương ứng này được. Rồi tóm lại này, cô sẽ tổng kết lại cho các bạn, trong các bạn có ba loại phản ứng thế, S của mình sẽ chia thành ba loại,
SNR, SE và SN. SNR của mình gặp ở những phản ứng đặc trưng như thế halogen hoặc trên mũi tên có chữ ánh sáng peroxide. SE gặp ở gốc thì đây thế nhân thơm. Cộng với gốc tác nhân của mình là E cộng. Thế SN của mình sẽ chia thành hai loại, SN1 và SN2. SN1 gặp ở gốc bậc mấy? Gốc bậc 3. SN2 gặp ở gốc bậc mấy? Gốc bậc 1. Còn gốc bậc 2 xảy ra cả hai cơ chế, nhớ như vậy. Rồi phản ứng tách. Tách của mình cũng có hai loại tách ha, tách E1, tách E2. Yêu cầu việc đầu tiên phải nhận diện phản ứng tách là gì ha, từ 1 ra 2 ha, từ đơn ra đôi ha. Trong E1 của mình nhớ cô là gặp ở gốc mấy? Gốc bậc mấy? Gốc bậc 3. E2 mình sẽ gặp ở gốc bậc mấy? Gốc bậc 1. Còn gốc bậc 2 xảy ra cả hai cơ chế tùy thuộc vào môi trường giống như thằng này. Đã. Môi trường phân cực ưu tiên thằng này, môi trường không phân cực ưu tiên E2. Rồi trong phản ứng cộng của mình ha, cũng chia thành 3 loại. Cộng AR, cộng AN, cộng AE. AR gặp những cái phản ứng cộng mà có chữ gốc gì đây? Phản ứng gì đây? Ánh sáng ha, xác định cho cô phản ứng cộng là 2 thành 1 hoặc 3 thành 1 thì đó. À, và hình từ nó đôi ra nó đơn hoặc từ 3 ra ra là gì đây? Từ SP ra SP2 hoặc từ SP2 ra SP3 có thể thay đổi gì đây này hóa. Đó, có gặp của ánh sáng hoặc chữ peroxide. Cộng nuclein của mình ha, thì nghĩa có gặp ở C2O. AE của mình ha, gặp ở C2C, C với 3C. Đó là phản ứng đặc trưng. Rồi, ứng dụng vào đây các bạn làm. Phản ứng giữa tẹt butin bromua sẽ để cho cô gốc tẹt là gốc bậc 1 hay bậc 3. Phản ứng với nước, và nước của mình nghĩ là một cái 3 giờ bình thường, 3 giờ bình thường. Khi nào mình có chữ 3 giờ mà đun nóng ha, thì mình sẽ nghĩ tới phản ứng tách. Còn một cái halogen mà gặp nước hoặc gặp 3 giờ bình thường không ghi gì hết, nếu cô phản ứng thế. Và xác định cho cô là thế SN1 hay SN2 thì phụ thuộc vào cái gốc này. Rồi ai trả lời cho cô? Câu 1 là thế SN1 hay SN2. Rồi bây giờ một số bạn hỏi về tẹt ghi sao. Tẹt butin bromua có nghĩa là thằng này này. Rồi xác định cho cô cái C mà gắn trực tiếp vào gốc benzen của mình á, à, gốc halogen của mình á là gốc bậc mấy. Đó. Cái C này xung quanh nó có 3 C là gốc bậc mấy, gốc bậc 3. Gốc bậc 3 thì xác định cho cô ngay vấn đề đó gì là thế SN1. Không phải suy nghĩ nữa. Rồi câu số 2. Câu 2 em chọn câu C à? Dạ câu 2 C. Tên gì? Dạ anh Thư số 82. Dạ số 26. 8226. Rồi 26 cho tới giờ cô đi. Dạ thưa cô là câu 2 là có CBR, CBR là gốc bậc 3. Thì nó là phản ứng tách. Đoạn diện có đun nóng mà là phản ứng tách. Dạ đó. Nó là E1. Ờ, bốc bậc 3 thì E mấy? E1. Rồi câu số 3. E1. Câu 3 thì E2. B2. 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 Câu số 3 2. 40 dạ. Số 26. Tầm bạn 1. 13. 13. 32 cô. Rồi 13 tiếp. 46. 51 cô ơi. Đặt một đứa thôi, 13 cái gì nữa? 77. 26 cô. 77. 66 cô. 26. 51. 6 cô. 66 ạ. Dạ 40 ạ. Có 51 rồi. Dạ 38 ơi. Có 51. Có 51. 32 cô. Bao nhiêu? 32. 32. Dạ 59. 40. 19. 40. 50. Dạ 38 cô.
Dạ, 16 đến 39 coi. 38 từ tới. 16 ạ. 38 16. Đúng rồi đó. 5 ạ. 66 19 19. Số 19. 19 ra hành. Rồi ai nữa? 66 ạ. 16 cho cô. 16. 16 Quý Giang rồi. Rồi đứa nào mà đầu tiên nhận lời? Bạn nào mà đầu tiên nhận lời? Trong cái đám bạn mới đọc ai mà đầu tiên nhận lời? Phương Khải nhận lời chưa? Lấy 76. Dạ. 76, 77, 77, 77 nhận lời cho cô đi. Em số 38 á cô. Dạ thưa cô là, thưa cô là em chọn cô D. Rồi em chọn cô D. Em số 77 á cô. Bởi vì là trong siết thì quay chấm phản ứng dụng metan và clo thì phản ứng xảy ra theo cơ chế gốc và chạm quay ba giai đoạn là khơi mè phát triển mặt và tách mặt. Đó thì metan ánh sáng và đánh đặc trưng nó có phát xuất tác ánh sáng. Nha, và xác định cho cô metan là CH4 ha. Phản ứng với clo thì đây chỉ là phản ứng thế rồi vì đây là sản phẩm no rồi. No thì chỉ tham gia phản ứng là phản ứng thế rồi. Nha. Và có chữ ánh sáng kể là ngay để là phản ứng thế không. Và câu số 4. Câu số 4 thì không có cô làm này. Điều kiện thuận lợi cho phản ứng SN2 là phản ứng thích nào dưới đây? Thì xác định này, đây là gốc mục mấy, gốc mục 1. Tại sao gốc mục 1? Một số bạn hỏi tại sao gốc 1 thì cái C này xung quanh nó chỉ có một C thôi, gốc mục 1. Thì sẽ ưu tiên gì đây, thế gì đây, thế SN2. Rồi tiếp, thằng này là gốc mục mấy, gốc mục 2. Tại sao gốc mục 2 vì C này xung quanh nó có mấy C, 2C? Thì trong môi trường phân cực, môi trường phân nước phân cực ha, thì sẽ ưu tiên thế gì đây, SN1. Rồi tiếp thằng này có một mấy, có một ba. Rồi xe này gắn với xe 3, gắn với xe này, đó phải gắn này. Ha, thằng này có một ba. Đó, thì cái này sẽ ưu tiên thế S gì đây, SN1. Đó, thì đối với thằng brom ha, brom là có một mấy, có một hai. Xe này xung quanh là có mấy C, 2C, có một hai. Đó, thì trong môi trường gì đây? Trong môi trường DMSO là môi trường kém phân cực. Đã. Thì gốc bậc 2 kém phân cực sẽ ưu tiên thế gì đây? Thế SN2. Nếu trường hợp cho phản ứng thế nào dễ nhất thì bạn sẽ chọn gì đây? Gốc bậc 1. Rồi câu số 5. Đi trang vậy. Thì các bạn cũng chọn. Đây là gốc bậc 1. C này gắn với brom bậc 1. À, sẽ ưu tiên thế gì đây, SN là mấy, SN đây, SN à. Rồi thằng này là gốc bậc 2 à. Thằng này là gốc bậc mấy, gốc bậc 3 à, ưu tiên thế SN mấy, SN 1 à. Rồi brom với lại gì đây, brom là gốc bậc 2. Đó. Thì đầu tiên bạn thấy này, hướng tăng dần SN2 nha. Về gốc bậc 1 sẽ ưu tiên nhất nha. Vậy lúc đó thằng số 3 sẽ nhỏ hơn và thằng số 1 sẽ nằm ngoài. Quan trọng là giữa brom và clo thì mình sẽ chọn đáp án nào. Đó. Giữa 2 và 3 mình sẽ chọn đáp án nào. Thì nếu bạn là các bạn thấy số 3 và thằng số 1 nha, thì chỉ có đáp án D đúng. Bắt đầu xác định cho cô giữa brom và clo nha, giữa 2 và 4 thì ai sẽ ưu tiên hơn theo cơ chế S12. Thì nhớ cô này brom của mình ha, brom của mình dễ phì giải hơn nhưng cái này dễ cắt đứt hơn. Và như vậy dễ tham gia phản ứng chuyển tiếp vào giai đoạn chuyển tiếp hơn. Nha. Và như vậy nó báo gì đây, brom sẽ ưu tiên hơn. Theo cơ chế gì đây? Cắt S12 hơn. Brom dễ tham gia dễ đứt, hai đại khái là liên kết giữa C và brom dễ đứt hơn, dễ thủy giải hơn, sẽ ưu tiên thế SN2 hơn. Và như vậy bạn sẽ có đáp án 3 nhỏ hơn 2, nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 4 và nhỏ hơn mấy, nhỏ hơn 3. Đó, đáp án đúng là đáp án D. Đó, mình cứ làm ra là mình không có sợ. Ok.
Và câu số 6, hãy sắp xếp theo thứ tự các tác nhân nu của nô phim dưới đây theo thứ tự tăng dần khả năng. Đại khái mình hiểu gì đây? Tác nhân nu của nô phim tức là thích diện tích gì đây? Diện tích dương thì bản thân nó mang diện tích âm. Thằng nào âm càng nhiều ha, thì tác nhân càng mạnh. Ha, âm càng nhiều thì tác nhân càng mạnh. Đó. Bạn hiểu như vậy, bạn chọn cho cô dưới 4 thằng này. Ai tác nhân mạnh nhất, ai tác nhân yếu nhất. Đó, câu số 6 bạn chọn đi. Ai làm là câu số 6 à? Đáp án B cô. Ai tiến gì chọn đáp án B? Dạ số 97. 97 hả? Dạ Hoàng Thị Tường Vy với cô. Rồi có ai chọn đáp án nào đúng không? Không ai chọn thì Vy trả lời đi. Tại sao em chọn đáp án B? Giải thích đi em. Dạ. Đầu tiên so sánh như dạng thì đây điện tích âm điện tích... với thằng mà có cặp điện tử thì thằng dạ. Nào mạnh, thằng nào mà điện tích âm nhiều hơn thì thằng nó mạnh hơn, thằng âm mạnh hơn. Vậy dạ. Giữa thằng 3 và thằng 4 ai mạnh hơn? Tô cô là thằng 4 là bốn bởi vì là anh kim gốc hay gốc đẩy dạ. Đó, thằng 4 mạnh nhất em dạ. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì thằng yếu nhất. Vậy giữa thằng NH3, thằng O, thằng nước, thằng nào yếu hơn? Đâu cô là thằng NH3. Lộn, đúng rồi cô, NH3. NH3 sao đâu, cô bơi đúng rồi. Dạ, NH2O cô. Bởi vì oxy đốm điện lớn thì nó khả năng cho, cái điện tử của nó sẽ là khả năng cho yếu. Dạ. Nên anh nhớ như vậy, bởi vì cái độ ôm điện đặc trưng khả năng hút điện tử về phía nó. Đó, thì oxy độ ôm điện lớn hơn, cho đó cặp này giữ đi nên nó sẽ chỉ đây nhiều hơn, khả năng cho yếu hơn. Và như vậy giữ nước nitơ vào ống oxy thì nhớ cô gì đây, thằng oxy cho yếu hơn. Đó, như vậy thằng diện tích âm thế này thì ít hơn. Và thằng số 2 nhỏ hơn thằng số mấy, nhỏ hơn thằng số 1, 1 nhỏ hơn thằng số 3, 3 nhỏ hơn thằng số mấy, số 4. Được chưa? Chờ đáp án là đáp án B. Rồi câu số 7. 7A đúng không cô? 7A cô ơi. 7A. 7A. Nha. 11 chứ bây giờ nó tên gì? Dạ số 35. 26 cô. 85 à? 51 cô. 41. Dạ. 82 à? 26. Ai nữa? 48 cô. 32. 35. 85 à? 32. Số 61. 35 cô ơi, chứ không phải 32. 35, 41 cô. Số 82 à. Số 82. 51 rồi. 41 à. 52, 82 số 67. Số 6 rồi. Số gì nữa? 41. Cô đặt 51. 85. 59 thôi. 41 có không? Dạ. Học mai có không? Dạ, dạ 16. 85. Dạ, số 77. Có. Số 16 cô. Dạ, số 51 cô ơi. 51. Số 85 cô ơi. 19 cô ơi. 85. Dạ 77. 77. 48 cô. 13. 43. Dạ 19 cô. 40 cô. 19. 19 ra hơn. Còn ai nữa không? Số 16 có chứ cô. Số 16 thì đang đầu. 48 cô. Dạ 40 cô. 45 nghĩ rồi. 48 hả? 54 dạ, có chưa cô? 54 có chưa cô? Tiêm ngân rồi. Đứa nào trả lời đầu tiên? Thanh Ngân hả? 48 hả? Rồi 48 trở lên. Rồi hết. Chọn đáp án nào? Dạ đáp án A. Rồi
Tại sao? Cô là tại có bờ rơm thấy Fe cho nên là có electron. Thì đầu tiên xác định là thế trực tiếp cho nhân thơm. Đúng không? Vì ban đầu mình có tô Noel thôi. Ban đầu mình xuất phát từ tô Noel. Sau sản phẩm mình có thì đây cũng có tô Noel mà gắn thêm nhóm brom vô. Ở vị trí octo. Ở vị trí gì đây? Para. Đúng không? À, mình xác định cho cô là thế cho nhân thơ. Và trong cái brom khi nào mình học phần cơ chế á, brom của mình á, thì brom là brom cộng. À, brom cộng sẽ tấn công vị trí octo para. Đó bạn sẽ là xác định phản ứng thế cho nhân thơ và phản ứng gì đây? Enitrophin. Rồi câu số 8. Số 8. Em làm thử được không con? Câu D cô ơi. Câu D cô ơi. Đây ạ. Cô ơi. Đây cô nào trả lời. Đây cô. Yes. Câu D cô ơi. Câu tên ai? Em trả lời cô. Dạ 19. 19. Dạ 26. Dạ 51. 85. 51 hả? 26. 35. 36. 16 cô. 40 cô. 35 cô. 31. Rồi tiếp 16. 13. 35 ạ. 13 nữa hả? 26 cô. 86 cô. 85 35 ạ. Dạ có 13 cô. Có 13 thì dùng. Rồi. Dạ 82 ạ. 85 ạ. 38 cô. 82 85. 35 ạ. 26 cô. Từ 82 85. 38 ạ. 38, 36, 40, 26, 26, 26, Ngọc Huyên rồi, Ngọc Huyên rồi, ai nữa? 35 chưa? Rồi, 6 hả cô? 46, Ngọc Anh, rồi luôn. Rồi ai trả lời đầu tiên? À, quên ai trả lời lần đầu tiên 48 phải không? Hay là bạn nào? Có bạn trả lời đầu tiên nè. Đứa nào chơi tên nè. Rồi hai đứa thì con Dung đi. Thùy Dung số 13. Trả lời cho cô. Em chọn cô D. Gốc, tổng gốc tự do là nó lo là cái bên gen. Dạ. Gốc tự do là phân tử nó có số electron lẻ cô, nó thường không ổn định nên là dễ phản ứng với các phân tử khác. Đầu tiên mình nhìn cho cô này, clo benzen, sau cuối cùng benzen không còn là benzen nữa mà chuyển thành hexan, hiểu không? Tức là từ vòng benzen là vòng không no, có mặt của ánh sáng. Đầu tiên xác định sản phẩm của mình có sự thay đổi, lộn cái này mất cái đôi rồi. Cyclo hexan là mình hiểu đây, trở thành vòng no rồi. Nha, C-clo hexan là vòng no. Và 6 clo của mình sẽ gì đây? Nằm trên benzen này. Đây là sản phẩm. Đây là sản phẩm. Và mình hiểu là từ nối đôi mà ra nối đơn nha, là phản ứng cộng nha. Phản ứng cộng mà có mặt của ánh sáng là phản ứng cộng gốc tự do nha. Rồi, các bạn lưu ý này. Tu Noel có mặt của brom sắt thì mình hiểu, nhớ cho cô là như đây. Brom có mặt ánh sáng khác nha. Brom mà có mặt của kim loại hoặc là muối của nó thì lúc đó cái brom cộng sẽ tấn công vô nha, tấn công vị trí octo para thì nhớ cô là thế Se. Còn nếu mà cũng là tu Noel mà có brom ánh sáng thì nhớ cô là như đây, có mặt của ánh sáng thì lúc đó brom sẽ trở thành như đây, thế ở vị trí là nhánh thì mình sẽ có thế Sn. Hai cơ chế hoàn toàn khác nhau nha. Nếu thế trực tiếp nhân thơ mà có mặt của brom, có mặt của sắt hoặc muối của nó nha, thì sẽ ưu tiên thế là thế Se nha. Còn nếu mà gì đây, thế toluen mà có mặt của brom hoặc clo ánh sáng thì như cô là sẽ ưu tiên thế vị trí nhánh, nhánh của mình sẽ ưu tiên thế là thế gì đây, thế gốc tự do. Lưu ý. Rồi câu số 9. Tính ba con. Rồi tên gì? Dạ Kiều Anh.
Ngọc Anh hả? Số 9 hả? Kiều Anh cô ơi. Kiều Anh số bao nhiêu số nào? Giải thích cho cô. Dạ thưa cô, này là từ nối đôi thành nối đơn là phản ứng cộng. Mà cái này là nối nối đôi CC nên là cô chế lại cộng này. Đáp án là dạ B. Thân hạch gọi là thở về phản ứng thế gì đây cộng electrophy nha. Rồi câu số 10. Dạ mời em chọn cô B ạ. Tên gì? Dạ số 82 anh Thư ạ. 82. Dạ tại vì là thân hạch, hạch là hạt nhân thì là nó là phản ứng thế và ái nhân. Và nó mang điện tích âm. À. Bản chất là nó mang điện tích âm nên là thằng này đi ra dạ, chọn cô B. Nito này mang điện tích âm. Đúng không? Từ đó mình sẽ là phản ứng gì đây? Âm thì phản ứng thế nucleophile. Hay là phản ứng gì đây? Thế thân hạch. Đáp án gì đây? B. Rồi, mấy bài tập này về nhà làm sao ha? Thì hôm nay mình kết thúc ở đây nha. Dạ cô ơi, em có gửi cái link Zalo của lớp mình sáng nay á cô. Cô có thể vô link cô gửi cái bài giảng của không? Từng gửi với từng này cho lớp được không cô? Zalo mình có nhóm group rồi mà.